Thiên Đạo Đồ Thư Quán Trương Huyền. Chương 781, Hộp Thiên Công Cơ Xảo 1. Do Tôn Cường kể lại, Trương Huyền rất nhanh biết được chuyện phát sinh trước đó. Không sai, biểu hiện rất tốt, đáng tiếc duy nhất chính là, linh thạch đặt cược ít, chỉ có 6.000. Thế nào cũng phải 1 vạn chứ. Không nghĩ tới, vừa rồi Tôn quản gia lại còn có biểu hiện kinh diễm như vậy. Chỉ dựa vào đánh cược, giúp hắn kiếm được nhiều linh thạch như vậy, Trương Huyền tán thưởng nhìn qua. 1 vạn. Khóe miệng Trần trưởng lão lại giật một cái. 6.000 cũng muốn làm cho hắn buồn bã sắp tự sát. Nếu thật sự là 1 vạn, chắc hẳn hiện tại hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng. Nguyện thua cuộc, ta cũng sẽ không quỵt nợ, chỉ có điều. Trần trưởng lão bước lên trước, cắn răng một cái. Tất cả của cải của ta, cũng chỉ có thể lấy ra 3.000 linh thạch. Còn lại, có thể cho phép ta rời thời gian lại 1 năm hay không? 1 năm, 1 năm sau, ngươi cho dù cho 2 vạn của ta, cũng vô ích. Trương Huyền lắc đầu. Từ trên đường đi tới Thiên Huyền Vương Quốc, tổng cộng cũng mới 2-3 tháng. 1 năm sau, có thể tưởng tượng, 3.000 linh thạch đối với hắn mà nói, thật sự không đủ gãi ngứa. Có thể cần cũng không cần. Ta! Sắc mặt đỏ lên, trên mặt Trần trưởng lão không ngừng thay đổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thân là cường giả hóa phàm tam trọng, lại là giám bảo sư tứ tinh, nhân vật có mặt mũi, ở trước mặt nhiều người như vậy, thừa nhận đánh cược, thua không tiếp thu, không cần đối phương ra tay, cũng sẽ bị nghìn người chỉ trích, bị ném chết. Không giữ lời hứa, tin tức truyền đi, cuộc đời giám bảo cũng có lẽ có thể bởi vậy mà bị mất đi. Do dự một lát, hắn cắn răng một cái. Bản thân ta là giám bảo sư tứ tinh, tuy rằng vốn lưu động không bao nhiêu, nhưng cũng cất kỹ một ít bảo vật. Như vậy đi, bảo bối của ta ngươi có thể tùy ý chọn lấy, coi như bồi thường 3.000 linh thạch. Làm giám bảo sư, cũng giống như người thu thập đồ cổ. Vốn lưu động chưa chắc có bao nhiêu, nhưng trong nhà khẳng định có tích trữ không ít đồ có giá trị xa xỉ. Mấy thứ này, đều là bảo bối hắn thu thập cả đời. Nếu như không phải là bị ép bất đắc dĩ, hắn thật sự luyến tiếc lấy ra. Bảo vật, để cho ta xem một chút, nếu như thích hợp, đừng nói chống đỡ 3.000, chống đỡ 6.000 vừa rồi của ngươi cũng có thể. Biết những người này đào bảo cả đời, khẳng định có chút hàng lậu, Trương Huyền gật đầu. Được, biết tránh không thoát, Trần trưởng lão lật cổ tay một cái. Xôn xao, trong thời gian nháy mắt, một đống bảo vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có đồ cổ, thi họa, binh khí, khôi giáp, thậm chí còn có vài tượng đất cổ quái. Rất nhiều bảo vật cái gì cần có đều có. Vị y Trần trưởng lão này thu thập vật phẩm nhiều, tự nhiên có thể so sánh với một quầy hàng nhỏ ở lầu 2. Thậm chí còn có vài thứ càng chân quý hơn. Chỉ những thứ này, người tùy tiện chọn. Trần trưởng lão giả vờ hào phóng xua tay. Những thứ này đều là bảo bối của hắn. Mỗi một cái hắn đều luyến tiếc. Đáng tiếc, ai bảo đánh cược thua, không muốn cho cũng phải cho. Nếu không, danh dự quét ra rác, cho dù muốn cứu vãn, cũng kéo không về được. Ta xem một chút. Mắt Minh Lý vận chuyển, Trương Huyền nhìn qua một đống đồ trên mặt đất. Một lát sau, hắn lắc đầu. Mấy thứ này tuy rằng đều rất hiếm có, cũng có thứ rất chân quý, nhưng đối với hắn mà nói, đều là thứ có cũng được không có cũng được, không tính là kinh diễm. Nói cách khác, muốn cùng không muốn, cũng không quá quan trọng. Còn không bằng lấy chút linh thạch, tác dụng lớn hơn một chút. Vẻ mặt bất đắc dĩ, Trương Huyền nhìn qua. Ngươi thu thập cả đời, chỉ có những thứ đồ hỏng này sao? Ta, biết đối phương là giám bảo đại tông sư, tầm nhìn cao, vượt qua cả các chủ. Hắn nói như vậy, rất rõ ràng không vừa ý một thứ nào. Sắc mặt Trần trưởng lão đỏ lên. Hắn quý trọng như thế, mỗi thứ đều là bảo bối không nỡ lấy ra, ở trong mắt đối phương tự nhiên chỉ là thứ đồ hỏng. Hắn nhất thời cảm thấy lúng túng không chịu nổi. Trần trưởng lão, lấy thứ lần trước nhận được ra đi. Nếu chẳng may, Trương sư thích, chống đỡ 6.000 linh thạch, cũng coi như buôn bán có lời. Lại ở thời điểm hắn không biết nên làm như thế nào, bên tai vang lên tiếng Lộc trưởng lão truyền âm. Cái đó, nhất thời nghĩ tới điều gì, Trần trưởng lão có chút do dự. Sau đó hắn lập tức gật đầu, nhìn về phía Trương Huyền. Trương sư, ngươi chờ một chút. Ta có một thứ, từ khi nhận được vẫn không nhận ra cụ thể là vật gì. Ta lại lấy qua đây, nếu như thứ này, ngươi lại chướng mắt, vậy không có biện pháp nào khác. Được, nghe hắn còn có một bảo bối, Trương Huyền gật đầu.
Dù sao cũng hắn không nóng nảy, chờ một lát cũng không sao. Trần trưởng lão xoay người rời đi. Nửa giờ sau, hắn một lần nữa trở về. Cổ tay lật một cái, một thứ tối tăm xuất hiện ở trước mặt. Kích thước lớn bằng nắm tay, hình dáng như quả cầu, thoạt nhìn đen bóng, không có một chút hình gì. Chợt nhìn thoáng qua ngược lại giống như là một quả tạ. Đây cũng là bảo bối. Tôn Cường tiến lên đón, liếc mắt thoáng nhìn. Ngươi muốn dùng thứ này để thay thế 6.000 linh thạch. Trần trưởng lão, làm như vậy có chút không mấy phúc hậu. Ta, sắc mặt Trần trưởng lão nhất thời đỏ lên. Đây ngược lại là oan uổng Trần trưởng lão. Tái các chủ mở miệng. Vật này là 10 năm trước, đào lên được ở một chỗ cổ địa, thoạt nhìn không được tốt lắm, nhưng nước lửa không bị ảnh hưởng, đao chém không có vết. Bất kể sử dụng lửa lớn thế nào cũng vẫn không có cách nào nung chảy. Mấy năm nay chúng ta đều nghiên cứu qua nhiều lần, cũng không biết là thứ gì. Không biết là thứ gì, cũng sẽ không phải là bảo bối gì đi. Chương 782, Hộp Thiên Công Cơ Xảo 2. Tôn Cường nói, cũng không thể nói như vậy, cũng có thể là một loại khoáng thạch chưa từng thấy qua. Nếu như có thể luyện hóa, làm được binh khí, sẽ đạt được cấp bậc không thấp. Tái các chủ nói, có thể luyện hóa, vậy còn không biết khi nào. Tôn Cường hừ nói, được rồi, ta xem một chút. Cắt ngang lời Tôn quản gia nói, Trương Huyền đi tới trước mặt. Hắn cầm quả cầu sắt này tới, sử dụng mắt minh lý nhìn, lại phát hiện tự nhiên không thấy thấu. Toàn bộ giám bảo các, gần như hắn đều đi qua một lần. Thứ hắn nhìn không thấu, tuyệt đối là bảo vật. Tiếp nhận quả cầu, trong lòng hắn thầm hô chỗ thiếu hụt. Bù! Đồ thư quán hiện lên một quyển sách, hắn tiện tay mở ra. Hộp Thiên Công Cơ Xảo, Thiên Công Viện chế luyện thành, nhanh nhẹn linh hoạt vô song, không có phương pháp đặc biệt, không có cách nào mở ra. Nhưng chứa một ít bảo vật quan trọng cơ mật, khuyết điểm. Phía sau ghi chép lại chi chít những chỗ thiếu hụt của thứ này. Chỉ có 17 chỗ. Tuy rằng đồ thư quán sẽ không đánh dấu giá trị của thứ này, Trương Huyền cũng chưa từng nghe qua về Thiên Công Viện gì đó, nhưng có thể thấy được số lượng chỗ thiếu hụt, hắn vẫn bị dọa cho giật mình. Đồ thư quán có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt, đều rất nhiều. Từ chất liệu đến kỹ xảo, đều được bao trùm. Giống như chùy đồng xanh bảo vật đầu tiên từ Lưu Thương Khúc Thủy đi ra, mắt minh lý cũng nhìn không ra vấn đề, lại có khoảng chừng 72 chỗ khuyết điểm. Đương nhiên, cũng không phải nói khuyết điểm ít, bảo vật lại chân quý. Cái này còn liên quan tới mức độ phức tạp của một ít vật phẩm trình. Đại đạo tối giản, thứ càng phức tạp, chỗ sơ hở trái lại càng nhiều. Thứ này, gọi là Hộp Thiên Công Cơ Xảo, hơn nữa nhìn miêu tả một ít chỗ thiếu hụt trong đó, kết cấu kín đáo, trình độ phức tạp vượt xa chùy đồng xanh loại binh khí chỉ có một tác dụng này. So với chùy đồng xanh, phức tạp hơn, khuyết điểm còn ít như vậy. Chẳng phải cho thấy, giá trị của thứ này, so với chùy đồng xanh cao hơn rất nhiều. Bảo bối. Tuyệt đối là một bảo bối. Trương sư có khả năng nhìn ra thứ này rốt cuộc là vật gì sao? Thấy hắn nghiên cứu nửa ngày, Trần trưởng lão hỏi. Tái các chủ, Lộc trưởng lão cũng không nhịn được nhìn qua. Thứ này, bọn họ nghiên cứu mấy năm, các loại thủ đoạn đều dùng qua, không có một chút kết quả nào. Thực lực giám bảo của vị trước mắt này, ngay cả Lưu Thương Khúc Thủy cũng có thể thu phục, có lẽ thật sự có thể nhìn ra cái gì đó. Cụ thể là cái gì, ta cũng không nhìn ra, có khả năng cần phải nghiên cứu một khoảng thời gian. Biết đạo lý tài năng không thể để lộ, Trương Huyền vẫn không nói thật ra, có chút do dự, nói. Như vậy đi, ta tuy rằng không nhìn ra, nhưng biết nó cũng không đơn giản. Lại thay thế 6.000 linh thạch, đánh cược giã chúng ta, xóa bỏ. Như thế nào? Được. Không vừa nghĩ tới, thứ nghiên cứu không ra được, quả nhiên có thể thay thế cho 6.000 linh thạch, Trần trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời hắn lặng lẽ nhìn về phía người béo mập cách đó không xa. Người này đánh cược với hắn, quyết định như vậy, có thể có ý kiến gì hay không? Trương sư thân là danh sư, chú ý tới mặt mũi. Cho dù thứ này giá trị không đến, cũng sẽ không truy cứu. Nhưng hạ nhân này lại không giống. Hắn thật sự sợ đối phương tiếp tục tranh cãi ầm ĩ, không biết sẽ phải làm gì cho đúng. Hắn đầy lo lắng, chỉ có điều, liếc mắt thoáng nhìn, đã thấy người béo mập mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hình như nghe cũng không nghe thấy. Hình như đối với quyết định của Trương sư, người này không thèm quan tâm. Xem ra hắn vẫn rất tôn trọng vị thiếu gia này. Thấy đối phương không có động tĩnh, Trần trưởng lão trấn tĩnh lại. Thật ra, hắn không biết, Tôn Cường không nói lời nào,
tôn trọng Trương Huyền là một nguyên nhân. Quan trọng hơn chính là, hắn biết vị thiếu gia này, còn thông minh hơn so với hắn, không bao giờ làm buôn bán thua thiệt. Nếu nguyện ý tốn 6.000 linh thạch mua thứ này, vậy cho thấy, giá trị của thứ này, khẳng định vượt xa con số này. Đã như vậy, hắn làm gì còn nhiều lời. Ta đã phái người đi sưu tập những sách ngươi cần, chắc hẳn phải mất khoảng 3 ngày mới có khả năng làm được hết. Thấy Trương Huyền thu quả cầu vào nhẫn, tái các chủ mỉm cười. Nhìn thời gian, buổi đấu giá rất nhanh sẽ bắt đầu. Nếu không chúng ta cũng qua đó. Trải qua chuyện lưu thương khúc thủy, xê đám Trần trưởng lão cầm quả cầu lại. Trước đó nói một canh giờ, cũng sắp kết thúc. Tính toán thời gian, buổi đấu giá quả thật cũng lập tức sẽ bắt đầu. Hiện tại qua, chắc hẳn là vừa vặn. Được. Trương Huyền gật đầu. Lần này hắn qua chính là để mua vô hồn kim nhân. Buổi đấu giá lập tức bắt đầu, khẳng định không thể để cho đồ rơi vào trong tay người khác. Tái các chủ đi phía trước dẫn đường, mọi người theo sát phía sau. Phòng đấu giá lại ở lầu 2, cách nhất phẩm các không xa. Còn chưa đến tới phía trước, đã thấy dòng người chen chúc. Xem ra vật phẩm sắp bán đấu giá có lực hấp dẫn rất lớn. Không ít có người có tiền, người có thực lực đều tới. Mắt Minh Lý mở ra, hắn nhìn về phía đoàn người, tùy tiện đảo qua, lại nhìn ra không ít hơn 10 vị cường giả hóa phàm, hơn nữa đều đạt tới thực lực nhị trọng, tam trọng. Không hổ danh là Liên Minh Vạn Quốc, quả nhiên cường giả như mây. Phòng đấu giá này không phải là do dám bảo các ngươi mở sao. Đi sau lưng tái các chủ, thuận lợi tiến vào bên trong sân, chỉ chốc lát đã đi tới một phòng rộng, Trương Huyền không nhịn được hỏi. Nơi này là dám bảo các, phòng đấu giá chắc là do bọn họ mở, vì sao còn cần thư mời các loại. Chẳng lẽ, giống như chợ ở phía dưới, dám bảo các cũng không tham dự. Thật đúng là không phải do chúng ta mở, giống như nhất phẩm các, có quan hệ hợp tác cùng dám bảo các. Chúng ta chịu trách nhiệm giám định, bọn họ tìm kiếm hàng hóa, triệu tập khách tiến hành bán đấu giá. Nếu như chuyện gì cũng quản, chúng ta cũng không có nhiều tinh lực như vậy. Tái các chủ nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công, dám bảo sự am hiểu chính là dám bảo, phán đoán giá trị. Việc buôn bán lại không am hiểu. Thật sự để cho bọn họ mở phòng đấu giá, làm không tốt sớm hay muộn cũng sẽ đóng cửa. Chương 783, buổi đấu giá bắt đầu 1. Thảo nào? Trương Huyền gật đầu. Nếu quả thật là bọn họ mở buổi đấu giá, vô hồn kim nhân khẳng định có thể mua tới, không đến mức nói không xác định. Cái vô hồn kim nhân này, người có phải từng giám định qua hay không? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nhìn buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, Trương Huyền hỏi lần nữa. 5.000 linh thạch tới tay, hắn không chỉ trả lại 100 linh thạch đối phương cho mình mượn để xông qua ải, lại bồi thường thêm 100. Nói cách khác, hiện tại trong tay tổng cộng có 4.800 linh thạch. Tuy rằng tái các chủ nói chắc chắn, khẳng định cũng đủ, hắn vẫn phải hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ một chút, làm ra phán đoán tốt hơn. Đúng vậy. Tái các chủ gật đầu. Đại khái hơn một tháng trước, một lão già đi tới giám bảo các, muốn ta giám định một vật phẩm. Thứ này toàn thân kim loại, giống như hoàng kim đúc lại, thoạt nhìn giống như là khôi lỗi. Ta nghiên cứu hồi lâu, cảm thấy giống hệt với vô hồn kim nhân trong truyền thuyết. Ta lại để cho Lộc trưởng lão, Trần trưởng lão đồng thời xác nhận, lúc này mới đưa ra quyết định. Cái kim nhân này vô cùng cứng rắn, chắc là sử dụng khi còn sống, dùng kim loại, sử dụng bí pháp đặc biệt thiêu đốt chế tạo thành. Chỉnh thể êm dịu giống như một, hoàn toàn không có chút khí tức lộ ra ngoài. Trong cơ thể bố trí trận pháp, lợi dụng linh thạch có thể khởi động, uy lực vô cùng. Nói riêng về lực chiến đấu, có thể so với cường giả hóa phàm tam trọng. Khi còn sống, lẽ nào vô hồn kim nhân không phải chế tạo, mà là người thật chế luyện thành? Trương Huyền sửng sốt. Đối với vu hồn sư, hắn chỉ là nghe Lạc Đường chủ thuận miệng nói ra một câu. Tình huống cụ thể thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Trước đó hắn nghe được vô hồn kim nhân, còn tưởng rằng giống như gặp phải lúc xông qua ải của danh sư đường, là thứ do người tạo ra. Vừa nghe nói như thế, rõ ràng không giống. Dĩ nhiên không phải, khôi lỗi nhân tạo, giống như chế luyện bảo vật, thời gian lâu dài sẽ tự chủ phát sinh linh tính. Linh hồn của con người không có cách nào xâm nhập trong đó. Cho dù có thể tiến vào, ở trên phương diện khống chế cũng thoáng lộ ra một chút không đủ. Cái này tương đương với các loại công cụ như binh khí, khôi giáp, sử dụng tới cũng rất thuận tiện, cũng không sẽ thuận buồm xuôi gió giống như hai tay, hai chân. Tái các chủ nói. Trương Huyền gật đầu. Công cụ sử dụng lại thuận lợi nữa,
cũng không giống như bàn tay hai tay, hai chân. Khôi lỗi nhân tạo, thật ra chính là binh khí do người tạo ra. Cho dù linh hồn có thể điều động, cũng giống như cầm binh khí, không thông thuận như vậy. Vô hồn kim nhân lại khác, là người sống chế luyện thành, toàn thân rót đồng đúc sắt, không chỉ có phòng ngự vô địch, lực lượng cũng cực kỳ cường đại. Mấu chốt nhất chính là, còn có thể dung nạp hồn phách hoàn mỹ, khống chế dễ dàng như trở bàn tay. Vu hồn sư trong truyền thuyết, khống chế đối với linh hồn cường đại, nhưng thân thể, thực lực đều cực kém. Chính là mượn linh hồn, tiến hành khống chế đối với mấy thứ này, không đâu địch nổi, khiến người ta kiêng kỵ. Tái các chủ giải thích. Trương Huyền hiểu được, trong lòng hoảng sợ. Thiêu đốt người sống chế tạo thành khôi lỗi, chỉ vì bảo vệ mình. Loại nghề nghiệp này thật đúng là đủ quỷ dị, tà ác. Vu hồn sư, thời kỳ thượng cổ nổi danh giống như độc sư, cũng làm cho người ta kiêng kỵ. Có người nói, có thể mượn lực khống chế cường đại đối với linh hồn, mạnh mẽ rút linh hồn của con người từ trong thân thể ra, thân thể chế luyện thành kim nhân. Một ít vu hồn sư cường đại, thậm chí có thể sáng tạo ra một quân đoàn kim nhân khủng khiếp. Tái các chủ nói, chính vì vậy, bị những chức nghiệp khác phản đối, danh sư Đường tự mình ra tay, giết chết hắn. Truyền thừa cũng bởi vậy bị đứt đoạn, ta cũng xem qua ở trong rất nhiều cổ tịch giới thiệu về vô hồn kim nhân, mới có thể xác nhận thứ này tồn tại. Bằng không, thật sự có khả năng coi nó là thành khôi lỗi bình thường. Nghe nói chức nghiệp này, có thể đánh thức linh hồn ngủ say, không biết có phải là sự thật hay không. Kìm chế sự khẩn trương, Trương Huyền hỏi. Lạc Thiên Hồng mặc dù là danh sư tam tinh, nhưng so với giám bảo sư tứ tinh tái các chủ, trên phương diện kiến thức khẳng định kém hơn một ít, hỏi hắn hẳn sẽ có được đáp án càng chính xác hơn. Linh hồn phức tạp huyền diệu, trừ khi đạt được danh sư thất tinh, mới có khả năng liên quan đến. Bằng không, thực lực cường thịnh mấy đi nữa, cho dù là hóa phàm cửu trọng đỉnh phong, cũng không dám đụng vào. Thực lực chưa đủ, vẫn có thể làm được, cũng chỉ có vu hồn sư. Loại chức nghiệp này ngay cả linh hồn của người sống đều có thể bị rút ra. Thức tỉnh lại linh hồn ngủ say, chắc hẳn là dễ dàng như trở bàn tay. Khuôn mặt tái các chủ nặng nề nói. Nghe được đối phương xác nhận, Trương Huyền lại thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, buổi đấu giá bắt đầu. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, phía dưới có tiếng huyên náo vang lên. Bọn họ quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy buổi đấu giá tự nhiên bắt đầu. Chủ trì buổi đấu giá, không phải là ai khác, chính là Trần Trưởng Lão. Hắn làm giám bảo sư tứ tinh, trưởng lão giám bảo các, càng có sức thuyết phục hơn, khiến người ta càng tin tưởng vào tính chân thực của bảo vật. Thứ ngày hôm nay bán đấu giá, bao gồm binh khí, khôi giáp, đồ cổ, tranh chữ, thiên ngoại dị bảo, khôi lỗi kim nhân từ thượng cổ lưu lại, tròn 35 cái. Mỗi một cái, đều từng được giám bảo các chúng ta giám định qua, đồng thời cho ra phán đoán chuẩn xác, bình luận chính xác không sai lầm, hoàn toàn không có chút lừa gạt nào. Nhìn quanh một vòng, Trần Trưởng Lão phát ra khí tức kinh người. Vừa đến đài bán đấu giá, lại biến thành giám bảo sư tứ tinh khí độ vô song kia, mà không phải người trước đó bị Tôn Cường làm cho dục tiên dục tử, không ngừng nôn ra máu. 35 cái, nhiều bảo bối như vậy sao? Đó là đương nhiên, giám bảo các bán đấu giá, một năm chỉ tiến hành một lần. Đồ bán ra, tất cả đều vô giá. Nếu không ngươi cho rằng ai cũng có thể nhận được thư mời sao? Ta lại chuẩn bị thật lâu. Ở đây có thứ ta không muốn không thể lấy được, nhất định phải mua được. Nghe được giới thiệu, xung quanh bàn luận ầm ĩ. Phòng đấu giá có chút tương tự với đài so đấu bình thường, là một vòng tròn. Tại các chủ loại người có thân phận này, chỗ hiện tại chính là phòng bao. Phía dưới vẫn có không ít chỗ ngồi giải rác. Những người này có tán tu, cũng có một vài khách từ gia tộc lớn đến. Mỗi người chuẩn bị hồi lâu, chuẩn bị mua được đồ từng người muốn có. Xem ra vô hồn kim nhân có lực hấp dẫn rất lớn, không ít cao thủ đều tới. Chương 784, buổi đấu giá bắt đầu 2. Xuyên qua cửa sổ nhìn xuống phía dưới một vòng, tái các chủ cảm thán. Đúng vậy, Kim Tòng Hải cũng gật đầu. Hắn là cường giả hóa phàm tứ trọng, lại ở vương thất của Liên minh Vạn Quốc không biết bao lâu. Cao thủ nổi danh bên trong liên minh, hắn gần như đều biết. Buổi đấu giá này mặc dù chỉ là Hồng Hải Thành, nhìn một cái, lại có không ít cường giả thực lực không kém gì hắn tới đây. Thậm chí mạnh hơn hắn cũng có vài người, làm cho lòng người kinh sợ. Bán đấu giá bình thường, chưa từng có nhiều người như vậy. Lúc này xuất hiện, hiển nhiên đều đến vì vô hồn kim nhân. Sợ rằng 3.000 linh thạch, chưa chắc có thể mua.
lại nhìn một hồi, sắc mặt tái các chủ nghiêm trọng, bất đắc dĩ cười khổ. Trước đó hắn phán đoán, kim nhân này giá trị cũng chỉ 1.500 linh thạch. Cho dù bán đấu giá gấp bội, cũng không quá 3.000. Lúc này nhiều cao thủ như vậy đều tới, sợ rằng cái giá tiền này muốn lấy, không dễ dàng như vậy. Đi bước nào xem bước đó, nếu như không đủ, tái các chủ tiếp tục cho ta mượn tiền là được. Trương Huyền mỉm cười. Ách, trong mắt tái các chủ đảo một vòng, hóa ra người này vẫn chưa quên chuyện này. Các vị yên lặng, buổi đấu giá hiện tại bắt đầu. Hiện tại bắt đầu đấu giá vật đầu tiên. Để cho mọi người phát tiết hết chấn động, Trần trưởng lão lúc này mới mỉm cười, bàn tay vẫy một cái, đưa tay về phía trước. Trước mắt thạch đài từ trong lòng đất chậm rãi dâng lên. Phía trên xuất hiện một hộp ngọc hẹp dài. Hộp ngọc mở ra, một gốc cây thực vật trong suốt lấp lánh xuất hiện ở trước mặt mọi người, hàn băng đến xương, thấu tận trong lòng. Mặc dù từ phía xa nhìn lại, đều khiến cho người ta có một loại cảm giác sắp bị đông lạnh thành cột băng. Đây là băng hàn linh thảo 500 năm, đối với người tu luyện công pháp thuộc tính băng hàn, có hiệu quả. Chế luyện thành đan dược ăn vào, tu vi tuyệt đối tăng mạnh. Giá quy định 220 linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 20 linh thạch. Băng hàn thảo, có thể chế luyện băng phách đan tứ phẩm, không chỉ có tác dụng đối với người tu luyện công pháp băng hàn, đối với hóa phàm tam trọng âm dương kính, cũng có hiệu quả cực lớn. Đúng vậy, bảo bối, thật sự là bảo bối. Không hổ danh là buổi đấu giá của giám bảo các một năm một lần. Vừa ra tay lại cho thấy không tầm thường. Gốc băng hàn linh thảo này ta muốn 240 linh thạch. Chút tiền ấy đã muốn mua một cây linh dược 500 năm. Nằm mơ, 260 linh thạch. Vẫn cho ta đi, 300 linh thạch. Cái bảo vật thứ nhất mặc dù chỉ là một linh dược, lại trong nháy mắt dẫn động bầu không khí. Băng hàn thảo lại rất hiếm có, huống gì đạt được cấp bậc 500 năm. Thời gian không lâu, nó đã bị đẩy đến 500 linh thạch. Giá cuối cùng còn đạt tới 540 linh thạch. Không hổ danh là buổi đấu giá, quả nhiên sôi động. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, Trương Huyền không khỏi xúc động. Dựa theo giá cả trong lòng hắn, thứ này cũng chỉ đáng giá khoảng 300 linh thạch. Cuối cùng tự nhiên đẩy đến 540, gần gấp đôi. Sợ rằng cái vô hồn kim nhân kia sẽ giống như lời tái các chủ nói, không dễ mua như vậy. Ngay sau đó vật thứ hai, đây là một loại khoáng thạch đặc biệt, chế luyện binh khí, thêm vào một chút, là có thể khiến cho uy lực của nó tăng mạnh, hiệu quả sắc bén tăng cao. Khoáng thạch vừa ra, nhất thời có vẻ càng cuồng bạo hơn so với băng hàn thảo trước đó. Cùng người tu luyện ngày đêm làm bạn, chính là binh khí. Cấp bậc càng cao, năng lực bảo vệ tính mạng cũng lại càng mạnh mẽ. Thứ đồ tốt này, ai nguyện ý bỏ qua? Rất nhanh, giá đã vượt qua 600 linh thạch. Cuối cùng bị một người trung niên lấy giá 720 linh thạch bỏ vào trong túi. Món đồ thứ ba là một thanh trường kiếm, tên gọi là Hàn Âm Kiếm, 300 năm trước, luyện khí sư tứ tinh đỉnh phong cửu mục tử, thu thập 37 loại khoáng thạch, ngưng luyện thành. Chân quý nhất trong đó là một miếng âm hàn thạch, thuộc tính âm, người tu luyện thuộc tính hàn điều động, uy lực tăng gấp bội, lực chiến đấu có thể chém ra mạnh hơn. Trần trưởng lão lấy ra một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng rút ra. Nhất thời hàn quang bắn ra bốn phía, khí tức kinh người. Đây là một binh khí linh cấp trung phẩm, chém sắt như chém bùn, uy lực vô song. Giá khởi đầu 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể thấp hơn 50 linh thạch. Hàn Âm Kiếm, ta từng nghe nói qua, là kiếm do một nữ tử sử dụng, vô cùng cường đại. Binh khí linh cấp trung phẩm, cho dù là cường giả hóa phàm tứ trọng sử dụng, cũng dư giả. 500 linh thạch không đắt, ta muốn... Thứ này ta muốn để lại cho đạo lữ của ta, ngươi vẫn đừng suy nghĩ. 550 linh thạch. Trường kiếm vừa ra, ánh mắt mỗi một phía dưới nóng như lửa. Vật này không kém, Triệu Nhã, nàng muốn không? Liếc mắt thoáng nhìn, ánh mắt Trương Huyền cũng nhất thời sáng lên, quay đầu nhìn sang. Triệu Nhã thể chất thuần âm, thanh trường kiếm này vừa lúc thích hợp. Nếu như có thể mua, đưa cho nàng, khẳng định lực chiến đấu sẽ tăng lên trên diện rộng. Tiền vẫn giữ lại mua vô hồn kim nhân, cứu tỉnh lộ trùng. Ta, từ bỏ. Triệu Nhã lắc đầu, ánh mắt lại mang theo khát vọng. Chương 785, ta đi thử một chút một. Tuy rằng rất muốn thanh trường kiếm này, nhưng Triệu Nhã biết, lão sư đặc biệt tới Hồng Hải Thành, là vì vô hồn kim nhân. Nếu như bởi vì giúp nàng mua thanh kiếm, dẫn đến cuối cùng không có tiền mua, nhất định sẽ hối hận cả đời. Thích là tốt rồi,
Linh thạch không đủ, có thể nghĩ biện pháp khác là được. Biết suy nghĩ của nàng, Trương Huyền nói. Trước đó vẫn không gặp được thứ thích hợp, nên không giúp bọn họ mua. Hiện tại nếu thấy được, tất nhiên phải mua lại. Nghĩ biện pháp, bây giờ còn có thể có biện pháp nào? Triệu Nhã sửng sốt. Vì 5.000 linh thạch này, lão sư ngay cả dám bảo các người ta cũng hủy đi, đi nơi nào kiếm nhiều linh thạch hơn. Cũng không thể hủy đi cả phòng đấu giá này chứ. Đơn giản. Trương Huyền khẽ cười, khoát tay áo nói với Tôn Cường. Đi gọi người chịu trách nhiệm buổi đấu giá qua. Vâng. Tôn Cường chớp mắt, không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, mặc dù không biết là mục đích của thiếu gia, nhưng nếu làm như vậy, nhất định là có dự định. Hắn cũng không nói nhiều, xoay người rời khỏi. Đám người Triệu Nhã đưa mắt nhìn nhau. Lẽ nào lão sư thật sự dự định phá phòng đấu giá này? Thời gian không lâu, Tôn Cường đã dẫn theo một người trung niên đi tới. Dựa theo đạo lý, thân phận của hắn, không có khả năng gọi người đến. Chỉ có điều, đây là phòng của tái các chủ, cũng coi như cáo mượn oai hùng, mượn một chút thế lực. Tái các chủ. Vừa tiến vào phòng, người trung niên lại đưa mắt tập trung ở trên người lão già. Lạc chấp sự, người tới rồi. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Trương Sư. Tái các chủ mỉm cười. Trương Sư, vị này chính là Lạc chấp sự, Lạc Tần. Trong buổi đấu giá có chuyện gì tìm hắn, cơ bản đều có thể giải quyết. Trương Sư. Lúc này Lạc Tần mới chú ý tới người thanh niên này. Hắn ngồi cùng hàng với tái các chủ, trên phương diện khí chất hoàn toàn không yếu, rõ ràng địa vị không thấp. Không biết Trương Sư tìm tại hạ vì chuyện gì. Hắn tiến lên một bước, mỉm cười ôm quyền. À, muốn thêm một món khác bán đấu giá. Trương Huyền nói. Thêm đồ. Lạc Tần sửng sốt, nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Cái này, buổi đấu giá đã bắt đầu, còn muốn thêm, sợ rằng đã không làm được. Trước đó không nói, lúc này còn muốn đồ bán đấu giá, đùa gì thế? Huống gì, ai cũng không biết đồ ngươi muốn thêm, đáng bao nhiêu tiền. Vạn nhất là một đồ giả. Danh tiếng của phòng đấu giá chẳng phải sẽ đập nát ở trong tay hắn sao? Đừng có vội vàng từ chối. Xem xong mới quyết định. Biết đối phương sẽ có loại thái độ này, Trương Huyền hoàn toàn không để ý chút nào, bàn tay ngăn lại, cắt ngang lời của hắn. Được rồi. Mặc dù có chút không muốn, nhưng nghĩ tới người này là khách của tái các chủ, lại được gọi là sư, khẳng định vị không thấp, Lạc Tần vẫn không nhịn được gật đầu. Tái các chủ cũng kỳ quái nhìn qua. Muốn xem thử người thanh niên khiến cho hắn vẫn hiếu kỳ này rốt cuộc có thể lấy ra cái gì. Theo đạo lý, nếu như thật sự có bảo vật gì, có thể bán ra ở trên buổi đấu giá, khẳng định trước đó đã hỏi thăm, không đến mức phải xông qua lưu thương khúc thủy, làm cho bọn họ bị động như vậy. Vù! Trong ánh mắt nghi hoặc của hắn, trong tay đối phương xuất hiện thêm một vật. Vừa nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của thứ này, thân thể tái các chủ thoáng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì nôn ra máu. Chỉ thấy lòng bàn tay của người thanh niên đặt một bức tranh. Đó chính là bảo vật thứ hai của lưu thương khúc thủy. Lại là thứ này, xem có thể giúp ta bán đi hay không. Trương Huyền thản nhiên nói. Vật đáng tiền trên người hắn, tất nhiên là bảo bối mới nhận được từ lưu thương khúc thủy. Nếu có thể trở thành trấn các chi bảo của giám bảo các, chỉ cần bán đấu giá, đừng nói mua một thanh trường kiếm, cho dù mua hai thanh, cũng không khó lắm. Nguyên nhân chính là như vậy. Mặc dù biết rõ tiền trên người có khả năng không đủ mua vô hồn kim nhân, hắn cũng không quá để ý. Trương Sư, thứ này, vô cùng chân quý, vẫn đừng bán. Tái các chủ xấu hổ cười, trong lòng nhỏ máu. Đây chính là đồ trong giám bảo các bọn họ. Ngươi nhận chủ ngược lại cũng thôi, còn coi như để cho bảo vật tìm được nơi trốn cuối cùng. Bán đi, chuyện gì thế này? Nếu như cảm thấy bán đáng tiếc, tái các chủ có thể mua về, đều là người quen. Ta cũng không lấy đắt, 5.000 linh thạch là được. Trương Huyền cười khanh khách nhìn qua. Khụ khụ. Sắc mặt nhất thời đỏ lên, tái các chủ thiếu chút nữa bị sặc nước bọt, bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, người vẫn tiếp tục đi. Hắn ngay cả 3.000 linh thạch cũng không lấy ra được, đi nơi nào tìm 5.000. Cho dù không đành lòng để bảo bối dám bảo các trôi nổi ở bên ngoài, lúc này hắn cũng không có biện pháp. Vật này là chính phẩm, có thể để cho tái các chủ giám định. Chương 786, ta đi thử một chút hai. Thấy đối phương không ngăn cản, Trương Huyền nhìn Lạc Tần trước mặt, nói. Không cần giám định, bức tranh này, tuyệt đối là thật. Ta cũng có thể nhìn ra. Tiếp nhận bức tranh cuộn,
tiện tay mở ra, chỉ liếc mắt thoáng nhìn, Lạc Tần lại gật đầu. Làm chấp sự phòng đấu giá, hắn cũng có năng lực giám định rất lợi hại. Nếu không, gặp phải bảo vật cũng không nhận ra, thật sự lại mất mặt. Bức tranh trước mắt này, khí tức ngưng tụ, linh khí 10 phần. Chim vẽ trong tranh bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lượn ra. Có ngốc cũng biết, tuyệt đối là một danh họa vô giá. Tốt lắm, ngươi cầm đi bán đấu giá. Tốt nhất có thể bán ra vượt quá 5.000 linh thạch. Thấy hắn cũng nhận ra, Trương Huyền vừa vặn tiết kiệm phiền phức, nói. Cái này, nghe hắn nói như vậy, Lạc Tần có chút do dự. Trương Sư, bức tranh này, tuy rằng cấp bậc cực cao, linh tính 10 phần. Nhưng, muốn bán ra 5.000 linh thạch, gần như không có khả năng. À, vậy có thể bán bao nhiêu? Trương Huyền nghi ngờ. Hắn đối với giá trị của bảo vật, biết không tính là quá rõ. Nhất là lấy linh thạch làm đơn vị bán ra. Hắn vốn tưởng rằng thứ này nếu được đặt ở Lưu Thương Khúc Thủy, làm trấn các chi bảo, giá to lớn, khẳng định vượt xa 5.000. Không nghĩ tới người này lại nói không có khả năng. Đây là có chuyện gì? Tối đa, 500 linh thạch. Sắc mặt Lạc Tần nhất thời đỏ lên. 500. Lông mày nhíu lại một cái, Trương Huyền đầy vẻ không vui. Bức tranh này, xuất phát từ tay của một vị thi họa sư ngũ tinh, tự dẫn linh tính, không chỉ có thể hấp thu linh khí bổ sung bức tranh cuộn. Trong đó còn có chứa cảm ngộ người tu luyện đối với thiên địa tự nhiên. Quan sát trong thời gian dài, cường giả hóa phàm tam, tứ trọng, cũng có ích lợi cực lớn. Làm sao có thể chỉ trị giá 500? Trải qua thiên đạo đồ thư quán giám định, thuộc về chính phẩm, bảo bối do thi họa sư ngũ tinh lưu lại, đủ đạt tới đệ lục cảnh đỉnh phong, cách đệ thất cảnh trong truyền thuyết, cũng chỉ có kém một bước. Chỉ trị giá 500? Nói đùa sao? Đúng vậy, ngươi lừa gạt ai đó? Danh họa tốt như vậy, làm sao có thể lại chỉ có chút giá ấy? Vẻ mặt đám người Tôn Cường cũng không tin. Trương sư đừng có gấp, nghe ta cẩn thận giải thích. Lạc Tần liền vội vàng khom người nói, đầy xấu hổ. Bức tranh này phong cách thuần phác, đại khai đại hợp, là tác phẩm của đại gia, không thể nghi ngờ. Nhưng, không có tên gọi, cũng không lưu lại chữ viết, giá trị giảm xuống một chút. Thi họa đáng giá tiền nhất, không phải bản thân bức tranh. Mà là giống như đồ cổ, lưu lại năm tháng lắng đọng cùng danh tiếng của người vẽ tranh. Nếu như đây là do một vị danh gia có danh tiếng của liên minh vẽ, 5.000 linh thạch dễ dàng có thể bán ra. Nhưng như bây giờ, 500 xem như là rất cao. Nghe được giải thích, thoáng sửng sốt một chút, Trương Huyền nhìn về phía tái các chủ cách đó không xa, chỉ thấy hắn cũng gật đầu. Còn có chuyện này sao? Bất đắc dĩ một hồi. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Thi họa thứ này. Không phải là binh khí, thiên tài địa bảo, đối với người tu luyện có hiệu quả thật, mà làm nổi lên thưởng thức cùng sở thích của một người. Nếu như không phải tác phẩm của danh gia, giá trị thu thập, tàng trữ, quả thật sẽ lập tức giảm đi. Bức tranh này là 800 năm trước, thi họa đại tông sư ngũ tinh, Ngô Hiền Tử lưu lại. Lẽ nào hắn cũng không tính là danh gia? Trương Huyền nói, Ngô Hiền Tử, hắn đương nhiên là danh gia, thi họa đại sư ngũ tinh. Còn là thuần thú sư ngũ tinh đứng đầu liên minh vạn quốc. Nếu quả thật là bút tích thực của hắn, giá chỉ sợ không chỉ 5.000. Chỉ có điều, danh tiếng của hắn tuy rằng vang dội, nhưng ở liên minh vạn quốc, thời gian ở lại không lâu, vẫn chưa lưu lại quá nhiều tác phẩm. Bức tranh này, làm thế nào xác nhận là của hắn? Lạc Tần sửng sốt, không nhịn được hỏi. Ngô Hiền Tử, nhân vật tiếng tăm lừng lẫy vô thượng nhất tại liên minh vạn quốc 800 năm trước, chưa đủ 200 tuổi. Lại đột phá hai loại chức nghiệp thuần thú và thi họa đến cấp bậc ngũ tinh. Đáng tiếc, tác phẩm giữ lại cho hậu thế quá ít. Không ít dám bảo sư ngay cả phong cách vẽ, thói quen của hắn cũng không biết, lại không có cách nào quyết định bức tranh này có phải là của hắn hay không. Ách! Trương Huyền sửng sốt. Hắn là thông qua đồ thư quán mới biết được lai lịch của tác phẩm này. Nhưng điều này, không có cách nào biểu diễn cho người khác nhìn. Ngô Hiền Tử lại không lưu lại bức tranh gì, cho dù so ánh. Cũng không thể nào nói đến, nếu không phải vì như vậy, bức tranh này, cũng không có khả năng đặt ở giám bảo các nhiều năm như vậy, không có người nào nhận ra, cũng không có người nào biết lai lịch. Trừ khi, có một vị thi họa sư lợi hại, vì bản vẽ này đề tên. Cho dù danh tiếng không bằng Ngô Hiền Tử, chỉ cần cấp bậc tương đương, nói ra chân vận, nhận được linh tính tán thành, cũng có thể khiến cho giá trị tăng. Chỉ có điều, tối đa chỉ có thể lên tới khoảng 2.000 linh thạch. Lạc Tần nói. Đề tên, nói ra chân vận. Ừ, chỉ có điều, muốn đề tên cho bức tranh,
làm gì có được dễ dàng như vậy. Ý của mỗi một người khác nhau, sau khi quan sát bức tranh, cảm giác cũng sẽ khác nhau. Tư duy có chút không giống với tác giả, sẽ không có cách nào nhận được tán thành. Như vậy, chẳng những không thể khiến cho giá trị của bức tranh được nâng cao, làm không tốt còn có thể tổn hại phong cách của bức tranh ban đầu, khiến cho giá trị giảm sút. Lạc Tần giải thích, cũng chỉ có người hiểu thói quen sinh hoạt của tác giả ban đầu, hiểu rất rõ đối với suy nghĩ của hắn, mới có cơ hội nói ra chân vận, khiến cho giá trị tăng. Bằng không, lời tuy chưa nói xong, trong giọng nói lại tiết lộ ý tứ rõ ràng. Một vạn người nhìn bức tranh, có một vạn loại ý nghĩ. Muốn phỏng đoán ý tứ của tiền nhân, khó khăn tới mức nào? Có thể nói, gần như là không thể nào làm được. Ý của ngươi là, biết lĩnh ngộ của tác giả ban đầu đối với bức tranh, để ở phía trên, lại vô cùng có khả năng nói ra chân vận. Trương Huyền hỏi, nếu như biết suy nghĩ của tác giả ban đầu, cũng chính là Ngô Hiên Tử, viết ở phía trên, tuyệt đối có thể khiến cho giá trị tăng mạnh. Đáng tiếc Ngô Hiên Tử có lưu lại bức tranh hay không, không có người nào xác định. Hắn tính cách khiêm tốn, lúc nào vẽ, tư tưởng trạng thái ra sao càng không có người nào biết. Hơn nữa bức tranh này, quỷ dị khó lường, cụ thể là chim gì, cũng không nhận ra, muốn phỏng đoán, khó khăn. Lạc Tần lắc đầu. Mặc dù chỉ liếc mắt thoáng nhìn, nhưng hắn cũng biết, muốn để tên ở trên bức tranh này, đồng thời nói ra chân vận, giống như suy nghĩ của Ngô Hiên Tử, quả thực chính là không có khả năng. Khó khăn. Nghe xong giải thích của hắn, Trương Huyền thoáng sửng sốt một chút. Khẽ cười, nhìn lại. Nếu đề tên thì có thể làm cho bức tranh này tăng giá trị tài sản, không bằng. Ta đi thử một chút. Chương 787, một lần say rượu nằm mơ thấy một. Ngươi, tất cả mọi người sửng sốt. Trong mắt tái các chủ còn đảo một vòng. Từ trong miệng Tôn Cường, hắn biết đối phương là thi họa sư. Nhưng, cho dù là thi họa sư, muốn biết ý nghĩa thật sự của Ngô Hiên Tử vẽ tranh 800 năm trước. Cũng gần như không thể nào làm được. Huống gì chim trong bức tranh, không linh thú lại không phải man thú, ai cũng không nhận ra được. Đề tên như thế nào? Một khi sai, không chỉ bán không ra giá, còn xem như hoàn toàn phá hủy một tác phẩm chân quý như thế. Cái này, Lạc Tần cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Hắn nói rõ ràng cặn kẽ, là muốn để cho người trước mắt này bỏ đi suy nghĩ lung tung. Ai biết nghe xong muốn tự mình đề tên. Ngươi muốn tiền muốn tới phát điên rồi sao? Nếu như đề tên dễ dàng như vậy, có thể nói ra chân vận, mấy năm nay cũng không đến mức, chưa từng nghe nói có ai thành công. Bù! Mặc kệ vẻ mặt của bọn họ biến hóa, Trương Huyền lật cổ tay một cái, đã lấy ra bút mực, cũng bày bức tranh trưng ở trên bản sách của gian phòng bao. Người khác muốn giám định tên bức tranh này, cần phải phỏng đoán dụng ý của tác giả, thiêu đốt não các loại, cũng rất khó làm được giống như đúc. Hắn lại khác. Thiên đạo đồ thư quán trực tiếp có thể cho ra tên, không sai chút nào. Nếu thật sự viết, nhất định có thể nói ra chân vận, khiến cho giá trị tài sản của bức tranh tăng lên. Ngươi, sẽ không làm thật chứ? Thấy hắn chấm mực, lại lập tức muốn viết, tái các chủ không nhịn được đi tới trước mặt. Nghĩ lại đi, đây chính là, chí bảo do các đời trước lưu lại. Món bảo vật này, ở giám bảo các truyền thừa nhiều năm như vậy, bị hủy hoại ở ngay trước mặt. Thật sự không đành lòng. Nếu có thể tăng giá trị tài sản làm gì không để tên. Trương Huyền mỉm cười. Nhưng nếu chẳng may thất bại. Tái các chủ đầy sốt ruột, đang muốn nói tiếp, đã thấy Tôn Cường đi tới trước mặt, đầy vẻ nóng lòng. Tái các chủ, nhìn biểu tình của ngươi, là không tin thiếu gia nhà ta có thể nói ra chân vận. Nếu không, chúng ta đánh cược, không đánh lớn, lại 3.000 linh thạch đi. Thân thể tái các chủ thoáng lảo đảo một cái. Đây là người nào với người nào vậy? Chủ tớ hai người các ngươi, có thể có một người bình thường không? Một người muốn đề tên, một người còn tự tin đánh cược. Có nhầm hay không? Sắc mặt khó coi, hắn rất muốn đáp ứng đánh cược. Nhưng vừa nghĩ tới Trần trưởng lão bi thảm, hắn cũng có chút chột dạ và nhát gan. Người này, lại là nhân vật siêu cường ngay cả đài điều khiển lưu thương khúc thủy cũng có thể tán thành. Có lẽ thật sự có thể nói ra chân vận của bức tranh này. Đánh cược, hay là thôi đi. Sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch, liền vội vàng lui xuống. Ách, nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trong mắt, Lạc Tần trợn tròn hai mắt. Tái các chủ rất rõ ràng không tin trương sư này có thể đề ra tên chính xác, vốn định khuyên can. Ai biết hạ nhân nói một câu nói, hắn lại khiếp sợ đến mức trực tiếp rút đi. Đây là chuyện gì?
Từ khi nào các chủ dễ nói chuyện như vậy? Đang cảm thấy kỳ quái, Lạc Tần đột nhiên cảm thấy linh khí xung quanh điên cuồng phun trào, tập trung về phía cách đó không xa lại. Từng âm thanh giống như tiếng chim kêu, đột nhiên sinh ra. Chiêm chiếp chiếp, tiếng động cửu tiêu, vang vọng toàn bộ phòng đấu giá. Ách, theo âm thanh vang lên, từ phương hướng vội vàng nhìn sang, chỉ thấy hắn vừa do dự một hồi, trương sư kia chẳng biết từ lúc nào đã viết xong tên ở trên bức tranh. Chim trên bức tranh, nhìn thấy được, dường như xác nhận thân phận của mình, hưng phấn không ngừng kêu lên, bay lượn lên trời cao. Đây là, chân vận kích động, linh trí phá phàm. Ta nhổ vào, điều này, mẹ nó có chuyện gì xảy ra? Môi co giật, thân thể Lạc Tần run rẩy kịch liệt. Linh trí phá phàm, đây là tác phẩm thất cảnh, thì họa sư lục tinh mới có thể làm được. Trước mắt tái các chủ cũng biến thành màu đen. Vừa rồi cảm thấy người ta không có khả năng thành công. Ai biết vừa đề tên, không chỉ nói ra chân vận, còn làm cho chân vận kích động, linh trí phá phàm. Điều này, không biết có phải là thật hay không. Sáu cảnh đầu của thi họa chia ra làm lục thực, linh động, ý tồn, kinh hồng, hóa linh, linh trí. Thi họa sư tam tinh bình thường cũng chỉ đạt được cấp bậc hóa linh mà thôi. Linh trí cảnh, cũng chỉ có thi họa sư tứ tinh, ngũ tinh mới có thể làm được. Sau lục cảnh linh trí, còn có thất cảnh, cũng chính là tái các chủ nói, thì họa sư lục tinh mới có khả năng đạt được. Linh trí phá phàm. Lúc này động vật, thực vật trong bức tranh đều giống như đang sống, nắm giữ thần trí của mình, thậm chí còn có thể nhận chủ, bay lượn đến bên ngoài bức tranh, một hai ngày cũng không sẽ biến mất. Nói cách khác, thì họa sư lĩnh ngộ loại ý cảnh này, chỉ cần vẽ tranh, có thể dễ dàng vẽ ra chim bay lượn trên trời cao, rong ruổi tận cuối trời. Có người nói, đã từng có một vị thi họa sư lục tinh lợi hại, ở trên tường vẽ một con tiên hạc, phá tường lao ra, mang theo phá mây rời đi, lưu lại lời đồn tiên nhân đạp chim rời đi. Ban đầu, bức tranh này chỉ là lục cảnh đỉnh phong, cách đột phá còn có một khoảng cách rất lớn. Đề tên, nói ra chân vận, tối đa cũng chỉ có thể duy trì không xa, không giảm cấp. Không nghĩ tới, người này vừa đề tên, không chỉ đột phá cực hạn này, còn khiến cho nó trong nháy mắt đột phá, đạt tới thất cảnh. Ta ngất. Là ta điên rồi, hay người này điên rồi? Chương 788, một lần say rượu nằm mơ thấy hai. Ngươi là quái vật sao? Sốt cuộc, làm sao làm được? Tái các chủ toàn thân cứng đờ, hai mắt phát cuồng, đồng thời âm thầm cảm thấy may mắn, không cùng Tôn Cường đánh cược. Nếu không, thua không chỉ là Trần trưởng lão, ngay cả hắn, cũng sẽ nghèo rất mồng tơi, chỉ còn lại có cái khố. Thật ra không chỉ bọn họ giống như động kinh. Toàn bộ phòng đấu giá cũng đều ồ lên. Ngay cả những người đang tiến hành bán đấu giá cũng không nhịn được dừng lại. Chim trên bức tranh bay lượn, không chỉ giới hạn ở trong phòng, còn theo cửa sổ đi tới phòng đấu giá. Mỗi một con chim đỏ như lửa, giống như dáng mây lúc chạng vạng tối, soi sáng khắp nơi, hào quang bắn ra bốn phía, ánh sáng lóa mắt. Đây là, cái gì? Những con chim này là sinh linh hư ảo, là có người vẽ ra bức tranh thất cảnh. Bức tranh thất cảnh. Thi họa sư lục tinh, đây, đây, thật ra là vị tiền bối nào, bức tranh này nếu bán ra, tốn nhiều tiền nữa ta cũng nguyện ý. Đúng vậy, ta cũng nguyện ý. Nhìn thấy được chim bay khắp bầu trời, phòng đấu giá hiện ra cục diện mỹ lệ như vậy, vẻ mặt tất cả mọi người điên cuồng, lại hừng hực hưng phấn. Thi họa sư lợi hại nhất liên minh vạn quốc, cũng chỉ có tứ tinh đỉnh phong. Chỉ có trong truyền thuyết, 800 năm trước, Ngô Hiên Tử đạt tới ngũ tinh. Nhưng đáng tiếc, không lưu lại tác phẩm. Thoáng cái xuất hiện một bức tranh thi họa lục tinh sư mới làm ra được, làm sao không khiến cho người ta hưng phấn. Đây, sẽ không lại là do vị trương sư kia mân mê đi ra chứ. Trần trưởng lão chủ trì bán đấu giá, thấy sân khấu trực tiếp bị vắng vẻ, lại không ai để ý tới hắn, không nhịn được nhìn về phía gian phòng có chim xuất hiện. Vừa nhìn tới, hắn nhướng mày. Đây là phòng của các chủ, có thể thoáng cái làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn thật sự không nghĩ ra người nào khác. Chỉ sợ cũng chỉ có người thanh niên sâu không lường được kia. Bên ngoài rơi vào lửa nóng, bên này Trương Huyền thu bút lông vào, mỉm cười nhìn về phía Lạc Tần ở bên cạnh đang ngây người như phỗng. Không biết như vậy, có đáng giá 5.000 hay không? 5.000, giá trị tuyệt đối. Lúc này mới tỉnh táo lại, Lạc Tần liền vội vàng gật đầu. Bức tranh có chứa đề tên lục cảnh đỉnh phong. Là có thể giá trị 5.000 linh thạch. Cái này thất cảnh, cho dù bán 1 vạn,
sợ rằng cũng có người nguyện ý. Tiện tay viết mấy chữ, khiến giá trị của bức tranh lập tức gấp 20 lần. Đây, nào chỉ là một chữ vạn kim, quả thực có thể nói một chữ 10 vạn kim, 100 vạn kim cũng không quá đáng. Khủng khiếp! Không nhịn được hắn nhìn lại về phía trên bức tranh, muốn biết rốt cuộc là tên gì, có thể khiến cho bộ dạng tác phẩm lục cảnh đỉnh phong, đạt được thấy cảnh. Vừa nhìn sang, thân thể hắn thoáng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ. Chỉ thấy viết 7 chữ siêu siêu vẹo vẹo. 7 chữ này, không phải bất kỳ thể chữ nào, thoạt nhìn dường như say rượu vừa tỉnh, trong lúc thần thái mơ hồ lưu lại. Tuy rằng nghiêng lệch, lại ẩn chứa mùi vị đặc biệt khác thường. Cùng chim kỳ lạ trong bức tranh, xen lẫn vào nhau ăn ý, hợp lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh. Không những không có kém hơn chút nào, còn có một loại cảm giác dung hòa hoàn mỹ, giống như yên tĩnh. Một lần say rượu nằm mộng thấy, mộng lớn mới tỉnh, đây là tên của bức tranh này. Lạc Tần nắm tóc. Người khác thấy con chim kỳ lạ trong bức tranh, khẳng định sẽ nghi chính là, chim này tên gì, lai lịch ra sao, đồng thời lấy tên này. Người này thì hay rồi, trực tiếp viết say rượu mộng lớn mới tỉnh. Ai biết tự nhiên, đúng. Chẳng lẽ, Ngô Hiên Tử trong truyền thuyết, là uống say nằm mơ mới tỉnh lại vẽ bức tranh này. Thực sự như vậy, cũng quá khó có thể đoán được. Hơn nữa, người này rốt cuộc làm thế nào biết được, lại làm sao biết được cặn kẽ, chính xác như vậy. Không sai, bức tranh này là do Ngô Hiên Tử uống say vẽ, tỉnh dậy, để lại tên này. Trương Huyền nói, nhưng, con chim này rốt cuộc là linh thú gì? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Không nghĩ tới còn có loại lai lịch này, tái các chủ không nhịn được hỏi. Bức tranh này, trước đây thời điểm hắn xông vào Lưu Thương Khúc Thủy, cũng đã gặp qua, đã từng vì nó lật không biết bao nhiêu sách, cũng không tìm được đáp án. Nếu là tác phẩm của Ngô Hiên Tử, những con chim này chung quy nên có một cái tên. Bọn chúng là chim bạch tích. Trương Huyền nói. Chim bạch tích, không đúng, chim bạch tích cánh dài. Mỏ tím, móng vàng, đầu đỏ. Hơn nữa hình thể hơi béo. Những con chim này không những không có những đặc trưng này, còn lộ ra vẻ cao gầy. Lần này không chỉ tái các chủ nhìn ra vấn đề, Triệu Phi Vũ ở một bên cũng không nhịn được mở miệng. Chim bạch tích là một loại linh thú cực kỳ thường gặp, chủ yếu đặc trưng rất dễ dàng có thể nhận ra. Những con chim kỳ lạ trước mắt này không có một chút tương đồng, làm sao có thể là loài này? Nếu quả thật là loài này, không cần nói nàng. Đám người tái các chủ cũng khẳng định đã sớm nhận ra, dám định ra tác phẩm. Thời điểm Ngô Hiên Tử vẽ bức tranh này, uống say, vẽ nhầm bạch tích điểu, là thành cái dạng này. Trương Huyền giải thích, vẽ nhầm. Mọi người đồng thời run rẩy loạn. Đường đường là thi họa sư ngũ tinh, vẽ nhầm bạch tích điểu bình thường nhất. Đúng vậy, hắn vẽ nhầm bức tranh này, sau khi đề tên, lại cảm thấy hoang đường. Sau khi tỉnh rượu. Cảm thấy một khi lưu truyền tất nhiên sẽ ảnh hưởng danh dự, nhưng xé đi lại có chút đáng tiếc. Giống như gân gà, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Vì vậy, trực tiếp xóa đi tên và lạc khoản, lúc này mới có tác phẩm không đầu không đuôi. Trương Huyền nói, trong chỗ thiếu hụt thiên đạo đồ thư quán ghi chép, có ghi chép kỹ càng tỉ mỉ. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy được, hắn cũng cảm thấy hoang đường. Nhưng sự thực chính là như vậy. Nếu như không có chuyện hoang đường như thế, Ngô Hiên Tử chưa bao giờ lưu lại nét mực, làm sao có thể lưu lại bản vẽ đẹp, dám bảo các lại làm sao có thể nhận được tác phẩm bộ dạng như vậy. Cái này, ngươi cũng dám định ra được. Hàm răng tái các chủ run lên, giống như là nhìn thấy được một quái vật không biết tên. Chương 789, thiếu gia nhà chúng ta mua. 1. Làm dám bảo sư tứ tinh đỉnh phong, đối với chức nghiệp này hiểu đến xương thủy, có thể căn cứ phong cách vẽ. Đặc điểm vẽ tranh phân tích ra tác giả là ai, cũng rất nghịch thiên. Trực tiếp dám định ra uống rượu xong vẽ sai, còn tự hủy tên, lạc khoản. Đây thật sự là điều dám bảo có thể thấy được. Không chỉ tái các chủ nghĩ như vậy, vẻ mặt Triệu Phi Vũ, Lạc Tần cũng đều choáng váng mơ hồ, nhìn chằm chằm qua, muốn biết hắn rốt cuộc làm thế nào biết nhiều như vậy. Ha ha! Thấy ánh mắt bọn họ, Trương Huyền khẽ cười. Dám bảo, không chỉ phải dám định ra niên đại của bảo vật. Quan trọng hơn suy bụng ta ra bụng người, suy đoán đối phương đang làm cái gì, như vậy mới có thể có hiểu rõ sâu hơn. Bản vẽ này, nhìn như chỉnh tề, trên thực tế cũng không theo quy tắc. Giám định thi họa, người người đều biết, quan trọng nhất chính là đối xứng. Bức tranh này trái cao phải thấp, khiến người ta có một loại cảm giác nghiêng về phía trái. Rất rõ ràng,
người vẽ tranh đứng không vững, chắc là ghé vào trên giấy vẽ. Ngươi xem chỗ này còn có chỗ này, cũng có thể thấy được, chỉ có nằm mới thích hợp nhất. Ngoài ra các ngươi nghi vấn chim bạch tích, cánh ngắn, mỏ trắng, móng đen, đầu đỏ, hình thể gầy, cùng với trong hiện thực không có một chỗ nào tương đồng. Chợt nhìn thoáng qua, quả thật không biết là loại vật gì. Nhưng cẩn thận nhìn, trong tranh vẽ, khắp nơi đều là cỏ lau, còn có hoa tím mới nở rộ. Hai thứ đồ này là thứ chim bạch tích yêu nhất, quan trọng nhất chính là, trong miệng một con chim ngậm một cọng cỏ. Trương Huyền chỉ. Mọi người quả nhiên thấy được ở trong bức tranh có một con chim bạch tích trong miệng ngậm một cọng cỏ nhỏ. Cây cỏ này và cỏ bồ diệp có 9 phần tương tự. Cỏ bồ diệp ẩn chứa kịch độc, không có linh thú nào thích. Cho nên người ta phát sinh nhìn nhầm. Nhưng nếu như nói đây là cỏ bạch giáp. Cỏ bạch giáp có phần tương tự với cỏ bồ diệp, thậm chí có vài thương nhân cung ứng dược liệu, cố ý lấy ra làm giả đánh cháo. Cái sau, bạch tích điểu sẽ không tiếp xúc, nhưng rễ cỏ bạch giáp lại là thứ nó thích nhất. Cái này, thân thể của tái các chủ, Lạc Tần đều cứng đờ. Đối phương nói nhịp nhàng ăn khớp, không có bất kỳ sai lầm nào. Nếu như dựa theo loại phân tích này, rất dễ dàng nhận biết đây chính là chim bạch tích. Xác định được loại chim, còn lại đơn giản hơn. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, bức tranh lưu loát, sử dụng tranh thủy mặc không phải thường thấy nhất, mà là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Làm vì một thi họa sư siêu cấp có thể vẽ ra tác phẩm lục cảnh, làm sao có thể ngay cả vấn đề trụ cột nhất cũng sẽ quên. Mấu chốt nhất chính là, còn có dấu vết sửa và xóa trên thân của con chim. Lại thêm suy đoán trước đó, có thể dễ dàng đoán ra, là sai rượu vẽ. Cân nhắc ra nhiều điều như vậy, biết tên, lai lịch cũng lại dễ dàng. Khóe miệng cong lên, Trương Huyền giải thích. Những điều này ngược lại không phải là hắn ăn nói lung tung. Làm thi họa sư đã ngoài tam tinh, biết kết quả, ngược lại cân nhắc dễ dàng hơn không ít. Kết hợp với chỗ thiếu hụt đồ thư quán cho ra, có thể đơn giản phát hiện vấn đề. Chỉ có điều, nếu như không biết đáp án, chỉ dựa vào quan sát lại muốn nhìn được những điều này, độ khó to lớn, có thể nói gần như không có khả năng. Điều này. Thấy hắn chậm rãi nói, có lý có chứng cứ, vẻ mặt tất cả mọi người trong gian phòng muốn phát điên. Tái các chủ lúc này mới hiểu được, trình độ dám bảo của đối phương quả thật mạnh hơn hắn không chỉ gấp đôi, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Phải lập tức báo lên tổng bộ, loại ánh mắt và năng lực, trình độ dám bảo này chỉ ít đạt tới ngũ tinh. Thậm chí, càng cao hơn. Nuốt nước bọt, trong lòng hắn thầm hạ quyết định. Trình độ của vị trước mắt này, đã vượt qua phạm trù của Liên minh Vạn Quốc. Cho dù so với giám bảo sư ngũ tinh cũng chỉ mạnh hơn chứ không kém. Thiên tài như thế, phải mau chóng báo lên tổng bộ, không để cho Minh Châu bị bụi che phủ. Được rồi, đừng chậm trễ buổi đấu giá nữa. Người đưa qua đi bán đấu giá. Giải thích xong, Trương Huyền liếc mắt thoáng nhìn, thấy toàn bộ phòng đấu giá đều bị kinh động, ánh mắt mọi người đều tập trung qua, hắn khoát tay áo. Vâng. Lúc này Lạc Tần mới phản ứng được, hai tay đỡ lấy bức tranh, lui ra ngoài. Thời gian không lâu, trên đài đấu giá, giọng nói đầy chấn động kinh ngạc của Trần trưởng lão vang lên. Hình như ngay cả chính hắn cũng không quá tin tưởng. Cảnh tượng vừa rồi, các vị nói vậy đều thấy được. Bộ dạng bức tranh thất cảnh này sinh ra, nhiều người chúng ta như vậy cùng chứng kiến một thời khắc huy hoàng này. Bản thân bức tranh là do Ngô Hiên Tử thi họa Đại Tông Sư 800 năm trước vẽ, do một vị thi họa Đại Tông Sư mới tự tay viết danh, dẫn phát linh tính kích động, khiến nó từ lục cảnh đỉnh phong trực tiếp đột phá. Bức tranh thất cảnh đầu tiên của Liên minh Vạn Quốc, kết quả của tiền nhân và hậu nhân hợp tác hoàn mỹ, không nói sau không có ai, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai. Giọng nói của Trần trưởng lão càng lúc càng kích động. Hiện tại, chủ nhân của bức vẽ này dự định bán đấu giá nó. Giá khởi đầu, 8.000 linh thạch, mỗi lần tăng lên, không thể ít hơn 1.000. Đấu giá bắt đầu. Bức tranh này thật sự bán. Quá tốt, ta muốn mua. Giá quy định 8.000 linh thạch, tuy rằng đắt, nhưng cũng đáng. Nhanh thông báo gia tộc, gán nợ bất động sản, cũng phải mua. Không quan tâm tốn bao nhiêu cũng phải trả. Nghe được bức tranh này tự nhiên bán đấu giá, tất cả mọi người phía dưới đều ồ lên. Mỗi một người rơi vào trạng thái điên cuồng. Bức tranh thất cảnh, Liên minh Vạn Quốc chưa bao giờ xuất hiện qua. Có thể mua, dù táng ra bại sản cũng giá trị. Không nói gì khác, qua tay lại bán ra, giá vô cùng có khả năng sẽ gấp bội. Ta ra 9.000, 1 vạn, 1 vạn 1. Giá trong nháy mắt tăng vọt,
Cái này, nhìn phía dưới đã điên cuồng, Trương Huyền chớp mắt. Vốn tưởng rằng nắm giữ nghề nghiệp giám bảo sư, tái các chủ không lấy ra 3.000 linh thạch, bán 5.000 tuyệt đối là cực hạn. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, trực tiếp tăng lên đến hơn 1 vạn. Ta và Trần trưởng lão bọn họ đều giống nhau, tiền trên người, đều thu thập bảo vật, thật sự có thể sử dụng linh thạch, cũng không có quá nhiều. Lại nói, ta nhiều hơn nữa cũng chỉ là một người. Bọn họ đều đại biểu cho một thế lực và gia tộc lớn. Nhìn ra được sự nghi ngờ của hắn, tái các chủ cười khổ nói. Chương 790, thiếu gia nhà chúng ta mua. 2. Dựa theo đạo lý, nắm giữ chức nghiệp giám bảo sư, kiếm tiền nhanh, chắc hẳn là xuất thân cực cao, không thể yếu hơn so với những người phía dưới. Đáng tiếc, tiền của hắn đều tập trung thu thập chứa bảo vật, tài chính lưu thông cũng không nhiều. Có thể lấy ra 3.000 đã là cực hạn. Mà những người phía dưới này không giống vậy. Một gia tộc một thế lực, tích lũy mấy nghìn năm, tài phú kinh người. Hơn 1 vạn linh thạch với hắn mà nói, không lấy ra được. Nhưng đối với những người này mà nói, tối đa thương gân động cốt, chỉ cần nghĩ biện pháp lại bán ra, không chỉ lấy lại vốn, còn sẽ kiếm được một khoản lời lớn. Bên trong một gian phòng bao của phòng đấu giá, một người thanh niên ngồi ngay ngắn ở trước cửa sổ, lòng bàng hổ cứ, mang theo khí tức ngạo nghễ. Một lão già đứng phía sau hắn, tuy rằng không biểu diễn tu vi, lại khiến người ta một loại cảm giác giống như vực sâu, tựa như biển, không nhìn ra sâu cạn. Sợ rằng so với Kim Tòng Hải, cũng chỉ mạnh hơn chứ không kém. Bức tranh thất cảnh, có ý tứ. Nhìn thấy được Trần trưởng lão phía dưới mở ra, ánh mắt người thanh niên lóe lên. Thiếu gia, có thể có hứng thú. Lão già khom người. Bức tranh thất cảnh, cho dù là tông môn, cũng được cho là bảo vật. Mua lại. Đối với tu luyện chức nghiệp trợ giúp thi họa của ta, khẳng định có ích lợi rất lớn. Người thanh niên gật đầu. Tốt lắm, ta lại mua. Lão già gật đầu, lại muốn báo giá. Tạm thời không vội, chờ bọn họ báo giá gần xong, chúng ta lại mở miệng. Người thanh niên vẫy bàn tay một cái. Vâng, lão già có chút do dự. Chỉ là, ta sợ một lát nữa giá quá cao, linh thạch chúng ta mang theo, không đủ mua vô hồn kim nhân. Vô hồn kim nhân dính dáng tới chức nghiệp phu hồn sư này. Nếu có thể nhận được một ít tin tức có tác dụng, mang về tông môn, địa vị của ta khẳng định sẽ trong nháy mắt tăng mạnh, thu được danh sư đường coi trọng. Trở thành người đầu tiên thế hệ trẻ tuổi, chỉ là vấn đề thời gian. Người thanh niên khẽ cười. Chỉ có điều, về điểm ấy không cần lo lắng. Chuyện vô hồn kim nhân, ta đã đặc biệt nghe rõ ràng. Người bán đấu giá thứ này, hình như không muốn lấy phương thức linh thạch bán ra. Không lấy linh thạch bán ra. Lão già sửng sốt. Lấy ra bán, không phải là kiếm tiền sao? Không muốn lấy linh thạch phương thức bán ra, có ý gì? Nghe nói người này thọ nguyên sắp hết. Chỉ cần tu vi không có cách nào đột phá bình chướng, linh thạch nhiều hơn nữa cũng chỉ là phế phẩm. Ta đoán không sai, hắn muốn chính là Ngọc Phù chương trình học, hơn nữa cấp bậc càng cao càng tốt. Thanh niên nói. Linh thạch, tuy rằng đại biểu cho tài phú, mà khi đạt được số lượng nhất định, cũng chỉ là một đống con số. Tu vi không có cách nào đột phá, tuổi thọ không có cách nào kéo dài, sớm hay muộn đều sẽ biến thành đất vàng, biến mất trên đời giới. Người cũng đều chết, tiền nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì. Còn không bằng đổi Ngọc Phù chương trình học của danh sư, nếu may mắn có thể mượn cơ hội đột phá, tuyệt đối tốt hơn nhiều so với chỉ cần một ít linh thạch. Huống gì thực lực tăng, muốn kiếm tiền còn không dễ dàng sao? Bất kể nơi nào, thực lực vẫn quan trọng nhất căn bản nhất. Những cái khác đều là vật ngoài thân. Nếu như chỉ cần Ngọc Phù chương trình học, vậy quả thật lại đơn giản. Bản thân thiếu gia, chính là một vị thiên tài danh sư, giúp nhân vật nhỏ chỗ này chỉ điểm, khiến cho hắn thăng cấp, không khó lắm. Lão già hiểu được mỉm cười. Đó là tất nhiên, lần này thi đấu danh sư, ta lại ít nhất phải tiến vào trước 5. Trên mặt người thanh niên tràn ngập vẻ tự tin. Thiếu gia thiên phú vô song. Không quan tâm mức độ tâm cảnh hay là lý giải đối với võ đạo, đều vượt xa người bình thường. Ta thấy không chỉ trước 5, trước 3 cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lão già nói, trước 3, cái này không dễ nói. Mấy người này cũng khó đối phó. Chỉ có điều, ta cũng không sợ. Đến thời điểm gặp xem trạng thái của ai tốt. Thần sắc ngưng trọng một chút, người thanh niên lập tức khoát tay, lại nhìn về phía phòng đấu giá. Được rồi, sắp kết thúc rồi, kêu giá đi. Đúng rồi, linh thạch ta còn có chỗ cần dụng, không nên lãng phí. Vâng,
Lão già gật đầu. Lúc này, giá đã báo được gần xong. Cho dù không ít gia tộc có tiền và thế lực lớn tới phòng đấu giá, đối mặt với loại giá này, cũng chùn bước, không thể không dừng lại. 2 vạn linh thạch lần 1, 2 vạn linh thạch lần 2. Có còn ai ra giá tiền cao hơn không? Nếu như không có, bước một lần say rượu nằm mộng thấy này, lại cho bán cho bằng hữu phòng bao số 14. Trần trưởng lão nhìn quanh một vòng. 2 vạn linh thạch, không nghĩ tới một bức họa, tự nhiên bán được nhiều tiền như vậy. Nhìn phía dưới cạnh tranh đẩy giá lên, ánh mắt Trương Huyền tỏa sáng. Đúng vậy, xem ra chắc là không ai cạnh tranh, 2 vạn linh thạch, như vậy so sánh với. Xông qua ải kiếm tiền còn nhanh nhiều. Tôn Cường cũng hưng phấn gật đầu. Hai người còn chưa nói dứt lời, liền nghe được một giọng nói giả nua vang lên. Khoan đã, 21 cái ngọc phù chương trình học tứ tinh, bức tranh này, thiếu gia nhà chúng ta mua. Chương 791, bán đấu giá vô hồn kim nhân thượng 1. Ngọc phù chương trình học tứ tinh, 21 cái, đổi lại thành linh thạch, 2 vạn 1.000 khối, số lượng thật to. Lợi hại, ngọc phù chương trình học, vô cùng chân quý, nhất là danh sư tứ tinh. Tuy rằng giá tiền là 1.000 linh thạch một giờ dạy học, nhưng ở chợ đêm kêu giá đã đạt được 1.200. Nói cách khác, đổi lại thành giá chợ đêm, cái chính là hơn 2 vạn 5.000. Đưa ra cái giá tiền này, xem ra ai cũng không cạnh tranh hơn được. Nghe được giá, phòng đấu giá lại ổ lên. Trên đại lục tiền giao dịch lưu thông nhất, không phải là linh thạch, mà là ngọc phù chương trình học. Cấp tứ tinh, một giờ dạy học có thể đổi được 100 giờ dạy học của cấp tam tinh. Cấp tam tinh có thể đổi được 100 giờ dạy học cấp nhị tinh. Lấy loại này đẩy lên. Về phần linh thạch, khoảng 10 cái, có thể mua một khối ngọc phù chương trình học cấp nhị tinh. Nói cách khác, dựa theo tỷ lệ, ngọc phù chương trình học tứ tinh, 1 giờ, chẳng khác nào 1.000 linh thạch. Hơn nữa còn, cơ bản đều có tiền cũng không mua được. Phải biết rằng toàn bộ liên minh vạn quốc, danh sư đạt được cấp bậc tứ tinh cũng lại chỉ có chừng 10 vị. Người tu luyện, hơn 10 vạn, ngàn vạn. Hai bên so sánh, đã biết mức độ này rất ít ỏi. Loại chương trình học cấp bậc như vậy, người tu luyện một khi nhận được, đều tự mình sử dụng, không nỡ bán ra. Chợ đêm cũng rất khó mua được, người trong căn phòng nhỏ này tự nhiên sử dụng 21 cái, chỉ vì mua một bức thi họa. Một khoản thật lớn, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy có chút điên cuồng. Lợi hại! Lông mày tái các chủ cũng giật mạnh. Chương trình học của danh sư, vô cùng chân quý. Đặc biệt là đạt được tứ tinh, cho dù là loại tu vi này của hắn, có thể được chỉ điểm, thực lực cũng tuyệt đối có thể tiến bước. Vừa ra tay, giá trị rất rõ ràng đắt hơn nhiều so với 2 vạn linh thạch. Hắn quay đầu lại đang muốn chúc mừng người thanh niên trước mắt, kiếm được khoản lời đặc biệt lớn, lại thấy sắc mặt hắn tối sầm, trực tiếp mắng ra tiếng. Em gái ngươi! Lúc này trong lòng Trương Huyền đang suy sụp. Hắn lấy ra bức tranh này, là muốn kiếm thêm chút linh thạch. Bất kể sau này tu luyện hay là mua vô hồn kim nhân, đều có thể đủ. Ban đầu chào giá đến 2 vạn, hắn đang âm thầm cao hứng, cuối cùng người này làm cái quỷ gì vậy? Ngọc phù chương trình học tứ tinh 21 cái. Ta cần ngọc phù chương trình học làm em gái ngươi à? Đừng nói tứ tinh, cho dù ngũ tinh, danh sư lục tinh giảng bài đối với hắn cũng không có gì sử dụng a. Lại danh sư lợi hại. Cho dù là thiên nhân khổng sư, cũng không dám bảo đảm nội dung truyền thụ đều chính xác. Nhưng thiên đạo đồ thư quán lại dám. Chỉ cần không có chỗ thiếu hụt, chỗ sơ hở, lại tinh chuẩn vô cùng, không có vấn đề chút nào. Có thứ này ở bên cạnh, danh sư lợi hại nữa đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì cả. Người này tự nhiên cầm thứ này tới mua đồ của hắn, khiến cho hắn cũng sắp buồn bực muốn phát nổ. Làm cho người ta không nói được lời nào nhất chính là... Xung quanh vẫn liên tiếp đưa tới ánh mắt hâm mộ. Hâm mộ cái quỷ à. Trương Huyền cũng sắp khóc. Trương Sư, đây chính là ngọc phù chương trình học tứ tinh, bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Ngươi, thấy bộ dạng này của hắn, tái các chủ không rõ ý nghĩ. Người người đều muốn ngọc phù chương trình học, danh sư cấp thấp khẳng định càng hy vọng có thể được danh sư cấp bậc cao chỉ điểm. Nhưng vị Trương Sư này, nhìn thế nào lại vô cùng mất hứng như thế? Đây là phẩm vị gì? Tái các chủ, làm phiền ngươi truyền âm cho Trần trưởng lão, nói. Ta không cần ngọc phù chương trình học, chỉ cần linh thạch. Cố nén phiền muộn, Trương Huyền không nhịn được nói. Chỉ cần linh thạch. Tái các chủ sửng sốt. Thưởng thức này, hắn quả nhiên không có thể hiểu được. Ừ. Trương Huyền gật đầu. Được rồi.
thấy hắn kiên trì, tái các chủ không thể làm gì khác hơn là lên tiếng. Ngọc Phú chương trình học tứ tinh 21 cái, ta xem ai còn dám tranh với ta. Hừ, thấy vừa ra giá, phía dưới ổ lên một hồi, khóe miệng người thanh niên cong lên. Danh sư, có tự tin của danh sư, Ngọc Phú chương trình học có thể xem như tiền để sử dụng, chính là vốn liếng lớn nhất. Đương nhiên, thứ này cũng không thể tùy tiện thả ra. Danh sư cấp bậc gì một năm có thể cho ra bao nhiêu cái, danh sư đường đều có quyết định số lượng. Nếu vượt quá, năm thứ hai cũng chỉ có thể giảm bớt. Dù sao danh sư cũng phải tu luyện, cũng có nhiều chuyện hơn đi làm, không có khả năng cứ lên lớp, chỉ điểm cho người khác. Thoáng một cái đập xuống, cũng gần như là số lượng chương trình dạy nửa năm của hắn. Ngọc Phú chương trình học tứ tinh 21 cái, có ai trả giá cao hơn giá này hay không? Nếu như không có, như vậy bức tranh này, lại thuộc về bằng hữu ở phòng số 23. Phía dưới Trần trưởng lão rất rõ ràng cũng bị chấn động. Sau một lát ngây người, hắn mới lại kêu giá. Chỉ có điều vừa kêu lên, đột nhiên giống như hắn nghe được cái gì, toàn thân cứng đờ. Ngay sau đó, vẻ mặt hắn cổ quái lại kêu lên. Còn có ai hơn 2 vạn linh thạch không? Không có ai hơn, bức tranh này lại thuộc về bằng hữu phòng số 14. A, à, đang đầy đắc chí đắc ý, cảm thấy bức tranh đã tới tay, người thanh niên nghe nói như thế, thoáng sửng sốt một chút, thiếu chút nữa ngất đi. Tình huống thế nào? Thiếu gia nhà chúng ta mới ra 21 cái Ngọc Phú chương trình học, chẳng lẽ giá không quá 2 vạn? Lão già không nhịn được mở miệng. Nếu như không đủ, còn có thể lại cho thêm. A, à, vị bằng hữu này thật sự ngại quá. Vừa rồi người bán nói với ta, hắn không chấp nhận Ngọc Phú chương trình học, chỉ tiếp thu linh thạch. Trần trưởng lão nói, chỉ cần linh thạch. Trước mắt người thanh niên thoáng choáng váng. Chương 792, bán đấu giá vô hồn kim nhân thượng 2. Trên thế giới còn có kẻ ngu như vậy. Nhiều giờ dạy học như vậy, không chỉ có thể học tập, thậm chí có thể cùng vị danh sư tứ tinh này kết giao, người này tự nhiên không cần. Chỉ cần linh thạch giá rẻ hơn. Không sai. Còn có ai ra giá cao hơn không? Nếu như không có, bức tranh này lại thuộc về phòng số 14. Trần trưởng lão nói tiếp. Phòng số 14 là vị thi họa sư nổi danh, vốn tưởng rằng đối phương ra nhiều Ngọc Phú chương trình học như vậy, hắn lại không có cơ hội. Không nghĩ tới mọi chuyện thay đổi không sao có thể đoán trước được. Người ta không thu Ngọc Phú, hắn nhất thời hưng phấn vui vô cùng. Thành giao. Thét to vài tiếng, thấy lại không ai ra giá tiền cao hơn. Bức tranh này cuối cùng thành giao với giá 2 vạn linh thạch. Đáng giận, đáng giận. Sắc mặt tái xanh, người thanh niên có chút phát điên. Ngọc Phú chương trình học tứ tinh, bất luận đi đến nơi nào cũng là hàng hóa cung không đủ cầu. Ở chỗ này tự nhiên có thứ không mua được, khiến cho hắn rất căm tức. Người đi hỏi thăm một chút, người bán ra bức tranh này rốt cuộc là ai, lai lịch ra sao? Bàn tay vẫy một cái, hắn phân phó một tiếng. Vâng. Audio điện tử võ tấn bền. Lão già đi ra ngoài, thời gian không lâu một lần nữa trở về. Hồi bẩm thiếu gia, bức tranh này chính là phòng số 1 bán ra. Hình như là bằng hữu của tái các chủ giám bảo các. Cụ thể thân phận gì, còn không có nghe được. Phòng số 1. Mắt híp lại một chút, người thanh niên hừ một tiếng. Thiếu gia, hiện tại bức tranh bị người ta mua đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Lão già nhìn qua. Tạm thời không để ý tới, chờ vô hồn kim nhân. Trong lòng người thanh niên đầy phiền não, cũng biết không có cách nào, khoát tay áo. Đồ của phòng đấu giá bán, một khi đã gõ búa, cho dù danh sư cũng không có cách nào phản bác. Người ta bán đồ, chỉ cần linh thạch lại không thích Ngọc Phú chương trình học. Cho dù hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào. Được rồi, lão già cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Sau khi bức tranh bán ra đột nhiên gây ra động tĩnh lớn, Hàn Âm kiếm lại bán ra. Cuối cùng bị Trương Huyền lấy giá 700 linh thạch ra mua. Ngay sau đó, đồ phía sau không gây ra chút dao động nào. Bảo vật tuy rằng chân quý, lại cũng không bằng bức tranh thất cảnh. Trương Huyền lại ra tay 2 lần, mua một thanh trường thương, đưa cho Trịnh Dương, bộ khôi giáp cho Viên Đào. Hai thứ này cộng lại tổng cộng hơn 1.000 linh thạch, ngược lại cũng không đắt. Về phần hai người Lưu Dương, Vương Dĩnh, xem một hồi cũng không có gì thích hợp, cũng lại đành thôi. Hiện tại bán đấu giá một thứ cuối cùng, cũng chính là vạn người mong đợi, vô hồn kim nhân. Dựa theo lời Trần trưởng lão nói,
thạch đài chậm rãi hiện lên. Phía trên là một người mặc khôi giáp, bóng người giống như kim loại đúc liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trương Huyền nhìn sang, quả nhiên giống nhân loại như đúc, chỉ là thân thể tăng thêm rất nhiều kim loại, phòng ngự mạnh hơn, kiên cố cứng rắn hơn. Mắt Minh Lý vận chuyển nhìn sang, ngay sau đó hắn lắc đầu. Rất rõ ràng, thứ này cũng vượt ra ngoài phạm trù hắn có thể phân tích, căn bản không nhìn ra. Vô hồn kim nhân này trải qua tái các chủ giám bảo các, ta và Lộc trưởng lão liên hợp giám định, xác nhận không sai lầm. Thuộc về hộ vệ của vu hồn sư thượng cổ, lưu truyền đến nay, giá trị không thể đo lường. Trần trưởng lão giới thiệu một câu, nói tiếp. Chỉ có điều, về phần giá cả cần bán đấu giá là gì, ta còn không quyết định được. Chủ nhân của thứ này, quyết định tự mình bán ra. Hắn muốn dùng bảo vật yêu cầu đổi, hiện tại cho mời người bán đấu giá vật này. Âm thanh kết thúc, một lão già từ phía sau sân khấu đi lên phía trước. Người này râu bạc trắng, khí tức cả người có vẻ có chút già nua, da nhăn nheo. Vừa nhìn đã biết tuổi tác cực lớn. Ừ, mắt Minh Lý vận chuyển, nhìn một chút, lông mày Trương Huyền nhíu lại một cái. Thực lực của lão già này, tuy rằng thoạt nhìn đạt tới hóa phàm nhị trọng đỉnh phong, nhưng chẳng biết tại sao, mắt Minh Lý có thể nhìn ra một ít chỗ mấu chốt. Dựa theo tình huống bình thường, mắt Minh Lý chỉ có thể nhìn ra người có thực lực hơn hắn một cấp bậc nhỏ. Hiện tại hắn là nửa bước hóa phàm, cũng chính là chỉ có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt của cường giả cảnh giới hóa phàm nhất trọng sơ kỳ. Nhưng chẳng biết tại sao, lại có thể nhìn ra một vài vấn đề trên thân người này. Bất kể là nhìn từ điểm này, cũng có vẻ cực kỳ không phù hợp. Vị này chính là người phát hiện vô hồn kim nhân. Xem ra là đúng, thật không biết hắn gặp vận cứt chó gì, thứ này vừa ra bán, giá trị con người lập tức tăng mạnh. Đúng vậy, ta thế nào lại không có vận khí tốt như vậy? Nhìn thấy là một người già yếu như vậy, nhận được vô hồn kim nhân, hơn nữa còn muốn tự mình bán ra, tất cả mọi người bàn luận ầm ĩ. Các vị yên tĩnh, nếu tất cả mọi người muốn mua thứ này, xin mời nghe xem hắn muốn trao đổi cái gì. Bất luận là trên người có, hay gia tộc có, chỉ cần trong một ngày có thể lấy ra thứ hắn thứ cần, đều có thể báo giá. Trần trưởng lão nói, được, nghe được điều kiện thoải mái như vậy, tất cả mọi người đều vui vẻ. Ban đầu, bọn họ cũng có suy nghĩ giống như tái các chủ, cho rằng nhất định phải sử dụng linh thạch trao đổi, cho nên mang theo đủ tiền tài. Không nghĩ tới người này lại muốn lấy vật đổi vật, toàn bộ đều có chút trở tay không kịp. Bây giờ nghe thời gian có thể rộng rãi hơn, nhất thời bọn họ lại lên tinh thần. Có thể tới tham gia buổi đấu giá, tiện tay lấy ra nhiều linh thạch như vậy, có người nào trong tay không nắm thế lực một phương. Chỉ cần bảo vật hắn có thể nói ra, bọn họ đều tự tin cho dù không tìm được, cũng khẳng định có thể nghe được tin tức. Vật của ta muốn rất đơn giản, các vị có thể tùy ý mở miệng, nói ra bảo vật trong tay các ngươi có thể lấy ra trong vòng một ngày. Chỉ cần ta thỏa mãn, lại sẽ trực tiếp trao đổi. Lão già bước lên trước, nói. Chương 793, bán đấu giá vô hồn kim nhân, hạ 1. Tùy ý sao? Chỉ cần hắn thỏa mãn, sẽ trao đổi, đây là điều kiện gì? Chẳng lẽ người này háo sắc, còn muốn chuẩn bị mấy mỹ nữ sao? Đúng vậy, điều kiện này cũng quá cổ quái, cũng không thể để cho chúng ta phỏng đoán tâm ý của hắn, đưa ra quyết định đi. Nghe được điều kiện bán đấu giá cổ quái như vậy, tất cả mọi người bối rối. Buổi đấu giá có người đòi tiền, ngọc phú chương trình học, các loại vật phẩm chân quý. Chưa từng nghe qua điều kiện không giới hạn, chỉ vì để cho hắn thỏa mãn. Còn không được thỏa mãn, còn không bán. Đây tính là cái gì? Có chút thú vị. Bên trong phòng số 23, người thanh niên lúc này đã khôi phục lại không nôn nóng như trước nữa, trái lại mỉm cười. Có ý gì? Lão già không hiểu. Hắn đây là ra giá tại chỗ, muốn được lớn nhất. Người thanh niên nói. Thiếu gia, lại nhìn ra cái gì? Rất đơn giản, bởi vì không có hạn chế, cũng không có giá thấp, người muốn mua, sợ bị người cướp đi, sẽ tùy ý tăng giá, nói ra một giá có thể khiến cho hắn vừa ý. Người thanh niên khẽ cười, lộ ra biểu tình đúng như đã nghĩ. Như vậy, giá sẽ bay đầy trời, các loại bảo vật vô số, hắn chỉ cần lựa chọn một cái muốn nhất, giá trị cao nhất, khẳng định còn mạnh hơn nhiều so với bán đấu giá. Cái này... Lão già sửng sốt. Đúng là như thế. Có vài bảo vật bị một ít thế lực lớn cất giấu, ở trên buổi đấu giá không nhất định có thể có được. Nếu như bọn họ không muốn lấy ra, rất nhiều người vĩnh viễn không thấy được.
Lấy vật đổi vật, những thế lực này vì nhận được vô hồn kim nhân, lại vô cùng có khả năng lấy ra. Như vậy, thứ hắn nhận được, khẳng định còn có giá trị lớn hơn. Trước tạm thời không để ý tới, xem những người này có thể lấy ra cái gì. Biết mục đích của đối phương, người thanh niên mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Khiến cho hắn thỏa mãn. Nghe được điều kiện này, Trương Huyền cũng sững sờ. Khẩu khí thật là lớn, vô hồn kim nhân cho dù chân quý, cũng chỉ là một khôi lỗi không biết chết bao nhiêu năm mà thôi. Có thể sử dụng hay không còn chưa nhất định, muốn mua, cũng chỉ là muốn quan sát một chút tài nghệ của vu hồn sư thượng cổ. Người thật sự muốn mua y, chưa chắc sẽ có bao nhiêu. Triệu Phi Vũ hừ một tiếng. Vô hồn kim nhân, nói trắng ra là chính là khôi lỗi cao minh một chút, thực lực tương đương với hóa phàm tam trọng. Nếu như không phải vì nghiên cứu, ai muốn thứ này làm gì? Mấy nghìn linh thạch, cường giả hóa phàm cảnh tam trọng, cũng có thể thuê làm được mấy người. Người sai, thật ra, mục đích bọn họ muốn vô hồn kim nhân, không phải thứ này, mà là truyền thừa của vu hồn sư. Tái các chủ lắc đầu. Truyền thừa. Triệu Phi Vũ nhìn qua. Ừ, ta đặc biệt quan sát qua con vô hồn kim nhân này. Tuy rằng niên đại đã lâu, lại bảo tồn vô cùng tốt. Nếu như nghiên cứu cẩn thận, vô cùng có khả năng tìm được phương pháp chế tạo. Tuy rằng thứ này chỉ là một phần năng lực của vu hồn sư, một khi tìm được, tuyệt đối là một số tài phú lớn. Tái các chủ nói, tìm được phương pháp chế tạo thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ, còn muốn lấy người sống ra chế luyện vật quỷ này sao? Triệu Phi Vũ sửng sốt, nhướng mày. Nếu như cho danh sư đường biết, nhất định sẽ giết chết trước. Không phải chế luyện cái này. Tái các chủ lắc đầu. Tuổi thọ của con người có hạn, nhưng linh hồn lại có thể sống rất lâu. Bảo dưỡng thật tốt, 4-500 năm, cũng không thành vấn đề. Tìm được phương pháp chế tạo thứ này, lại vô cùng có khả năng nhiều lần chuyển tiếp linh hồn sắp chết người chết, chuyển tiếp ở phía trên. Thời kỳ thượng cổ, thời điểm danh sư đường bao vây tiêu diệt vu hồn sư, lại từng bị bọn họ sử dụng loại phương pháp này, chạy trốn qua nhiều lần. Rời linh hồn đi, mượn vô hồn kim nhân tích trữ. Triệu Phi Vũ trợn tròn hai mắt. Cho dù nàng đọc sách nhiều, tri thức uyên bác, cũng lần đầu tiên nghe được. Đúng vậy. Tái các chủ gật đầu. Việc này, cũng là sau khi hắn biết đây là vô hồn kim nhân, nghiên cứu vô số sách liên quan mới biết. Trước đó, thế lực lớn tới mua thứ này, không biết từ nơi nào cũng nhận được tin tức, mỗi một người tràn ngập khát vọng. Nhất là đám lão già sắp phải chết, nếu có thể kéo dài hơi tàn, cho dù sống thêm 8 năm 10 năm nữa, khẳng định cũng cực kỳ vui lòng. Thực sự như vậy, mua vô hồn kim nhân này, sẽ gây ra tinh phong huyết vũ. Lời hai người nói chuyện lọt vào trong tai, Trương Huyền thở dài. Quả thực như thế, vô hồn kim nhân đủ để khiến cho không ít người thoáng cái trở nên điên cuồng. Giá mua, có khả năng cũng sẽ biến thành giá trên trời. Nếu không ai mở miệng, vậy ta tới trước đi. Thời điểm mọi người có ý nghĩ riêng của mình, một lão già trong phòng đấu giá kêu lên trước. Là Kim Thánh Quỷ Thủ, Liêu Ngọc Tỳ, người này 100 năm trước đã vang danh thiên hạ, không nghĩ tới lại còn chưa chết. Hắn tới trước, làm không tốt sẽ cho ra một cái giá không người nào có thể phản bác. Yên lặng theo dõi tình hình. Chương 794, bán đấu giá vô hồn kim nhân, hạ 2. Nhìn thấy rõ ràng người nói chuyện, mọi người nhất thời thấp giọng. Kim Thánh Quỷ Thủ, 100 năm trước lại là cường giả siêu cấp vang danh trong thiên hạ. Vốn tưởng rằng hắn đã sớm quay về với bụi bặm, không nghĩ tới không chỉ không chết, còn tới tham gia buổi đấu giá này, đồng thời là người đầu tiên kêu giá. Cường giả sống lâu như vậy, trong tay làm sao có thể không có một chút hàng tích trữ. Một cái thiên xu tán. Nhìn quanh một vòng, Kim Thánh Quỷ Thủ Liêu Ngọc Tỳ nói. Thiên xu tán, đó là cái gì? Là một binh khí linh phẩm trung kỳ, lấy sao thiên xu trong Bắc Đẩu Thất Tinh làm tham khảo ngưng luyện thành, ngầm kết hợp với trận pháp, tập trung công kích, phòng ngự ở cùng một thể, là một trong không nhiều bảo vật, hơn 100 năm trước, danh chấn liên minh vạn quốc. Không nghĩ tới hắn tự nhiên lấy thứ này ra. Đổi thành linh thạch, thứ này, giá trị không thể đo lường. Nghe được Liêu Ngọc Tỳ mở miệng, có người nhận ra bảo vật này, mỗi một người kinh ngạc vạn phần, khó có thể tin được. Thiên xu tán quả thật không tầm thường, nhưng muốn thay đổi bộ vô hồn kim nhân này, rõ ràng còn chưa đủ. Hay là để ta đi, nhìn vị tiên sinh này, khí tức suy nhược, chắc là thân thể không quá khỏe mạnh, ta đây có một gốc cây huyết tham nghìn năm, cho dù khí huyết suy yếu, thọ nguyên sắp tới,
sau khi dùng cũng có thể bảo đảm, sống lâu thêm 8 năm 10 năm. Sự chấn động kinh ngạc của mọi người còn chưa có kết thúc, một hừ lạnh vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn lại, người nói chính là một người trung niên vùng trên lông mày đen xì, quần áo đẹp đẽ quý giá, dáng vẻ hiên ngang. Là đại dược vương của Bảo Dược Các, huyết tham nghìn năm, cái này so với Hàn Băng Linh Thảo bán đấu giá trước đó còn chân quý hơn nhiều. Thiên Xu Tán cũng kém hơn so với nó. Đúng vậy, lấy vật đổi vật quả nhiên điên cuồng, mới là cái thứ hai, lại ngăn lại một phần lớn người có ý nghĩ. Loại vật này, có thể gặp không thể cầu, không phải có tiền là có thể mua được. Nghe được vị đại dược vương này tự nhiên lấy ra huyết tham nghìn năm, tất cả lại ồ lên. Ngay cả lão già trên đài, lông mày cũng giật giật, chỉ có điều, lập tức yên tĩnh trở lại. Rất hiển nhiên, thứ này cũng không phải thứ hắn có nhu cầu cấp bách. Huyết tham nghìn năm nghe dọa người, không biết phương pháp ăn vào, lại dùng như vậy, chẳng những không có thể tăng tuổi thọ, làm không tốt còn có thể khiến cho thân thể nổ mà chết. Hay là dùng của ta, linh đan tứ phẩm đỉnh phong, kỳ thọ đan. Sau khi dùng, chỉ cần không có vấn đề quá lớn, hoàn toàn có thể tăng một kỳ thọ nguyên. Hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nào, so cái huyết tham còn mạnh hơn rất nhiều. Một lão già khẽ nói, là hội trưởng nghiệp đoàn luyện đan sư. Kỳ thọ đan, tăng một kỳ thọ nguyên. Thứ này, tuy là đan dược tứ phẩm, nhưng lại không phải luyện đan sư ngũ tinh nào cũng có thể chế luyện được. Vừa ra tay chính là cái này, quá hào phóng. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Tuy chỉ có ba người ra giá, cũng đã đẩy bầu không khí đến cao trào. Trước đó không ít tự nhận là vô hồn kim nhân nhất định rơi vào trong tay thế lực bọn họ. Hiện tại tất cả đều cảm nhận được áp lực nồng đậm. Cái gì huyết tham, cái gì kỳ thọ đan, thuộc tính thân thể không thích hợp, dùng chỉ sẽ biến thành kịch độc. Ta có một bộ công pháp linh cấp, thích hợp cho tất cả thể chất. Chỉ cần tu luyện, tu vi tất nhiên tăng lên rất nhiều. Thực lực mạnh, mới có thể bảo đảm tuổi thọ tăng trưởng không phải lâu đài trên không. Lại một người nói, công pháp huyền ảo, muốn luyện thành không mất mấy năm khổ công làm sao có thể. Ta có một viên phá chướng đan tứ phẩm, dùng vào, bảo đảm ngươi có thể đột phá bình chướng, tu vi nước chảy thành sông. Đừng nghe bọn họ, ta có một thiên cơ đồ, trấn áp tám phương, chiếm lấy sơn hà. Ta có người mở đầu, phía sau rất nhiều thế lực đều không giữ lại, đều mở miệng. Rất nhiều thế lực tới mua đồ, tất cả đều không kém gì dám bảo các, tĩnh tâm chuẩn bị bảo vật, giá trị to lớn, có thể tưởng tượng được. Được rồi, các vị. Mọi người ở đây từng người tranh cãi, đều nói ra vật phẩm mình có thể lấy ra. Một giọng nói khe khẽ vang lên, lão già ở chính giữa mở miệng. Thấy hắn nói, gian phòng nhất thời yên tĩnh trở lại. Bảo vật của các vị, đều đặc biệt chân quý. Đáng tiếc, đều không phải là thứ ta muốn. Lão già lắc đầu. Không phải thứ ngươi muốn. Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Không ngại nói ra, chúng ta nhiều người như vậy, có thể lấy ra sẽ lấy ra. Không lấy ra được, cũng tự nhận gặp xui xẻo. Một giọng nói bực bội vang lên. Không sai, muốn cái gì cứ nói, đừng để cho chúng ta đoán tới đoán đi. Tuy rằng muốn mua vô hồn kim nhân, lại không thời gian cùng ngươi hao tổn lâu như vậy. Thấy nói ra nhiều bảo bối như vậy, mỗi một thứ đều vô giá, người này lại nói đều không muốn, mỗi một người đều giống lên. Mọi người mặc dù rất muốn mua vô hồn kim nhân, nhưng cũng không muốn suy đoán tâm lý người khác. Ngươi còn đánh đố như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ đang đùa giỡn mọi người sao? Ta, có chút do dự, lão già muốn nói cái gì đó, đột nhiên thân thể cứng đờ, ngừng lại, mắt nhắm chặt, không nói được một lời. Người này muốn làm gì? Không biết, đùa giỡn chúng ta sao? Đáng giận. Không nghĩ tới tên này muốn nói lại dừng, bộ dáng như thế, khiến tất cả mọi người đều lộ vẻ phẫn nộ. Nếu không phải e ngại nơi này là phòng đấu giá, khẳng định bọn họ đã sớm động thủ đánh chết hắn. Ừ, người này đột nhiên cứng đờ, không nói thêm gì nữa. Trương Huyền cũng cảm thấy kỳ quái, đang muốn lại dùng mắt minh lý quan sát, đã cảm thấy trong đầu chấn động. Một quyển sách xuất hiện. Hắn lẽ nào thi triển võ kỹ? Trương Huyền không nhịn được sửng sốt. Đồ thư quán xuất hiện sách, chỉ có hai trường hợp. Hiện tại người này ở khoảng cách xa như vậy, sách từ trong không trung xuất hiện, chỉ sợ là ngầm thi triển võ kỹ nào đó. Nói được phân nửa, hắn đột nhiên im lặng sử dụng võ kỹ. Cái này cũng thật là quỷ dị. Xem trước một chút lại nói. Trong lòng nghi ngờ, Trương Huyền biết, tự suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích.
Lúc này hắn lấy sách xuống, tiện tay mở ra. Liếc mắt thoáng nhìn, lúc này vẻ mặt hắn cổ quái. Còn có loại tình huống này sao? Mắt chớp vài cái, hắn có chút không dám tin tưởng. Chương 795, giúp ngươi lấy ra một. Trương Huyền bên này sửng sốt, bên kia lão già lại khôi phục lại, sắc mặt thoáng trở nên trắng bệch, nhìn quanh một vòng. Mục đích các vị muốn mua thứ này, ta đều hiểu rất rõ. Nếu như ai có thể đưa ra bảo vật ta muốn, không chỉ nhận được con vô hồn kim nhân này, còn có thể dẫn hắn đi đào mộ kim nhân, thăm dò bí mật của vu hồn sư. Cái gì? Lời đồn đại, vô hồn kim nhân chỉ đi theo trước mặt vu hồn sư, một tấc cũng không rời. Cho dù sau khi chết, cũng sẽ chôn cùng, sẽ không rời đi. Đào mộ, không phải có nghĩa là nghĩa địa của vu hồn sư sao? Truyền thừa vu hồn, sau khi bị danh sư Đường diệt sạch, biến mất ở trên đời. Chúng ta không nói có thể nhận được truyền thừa, cho dù biết một ít tin tức liên quan tới loại chức nghiệp này, tất nhiên giá trị con người cũng tăng mạnh. Mấu chốt nhất chính là, vu hồn sư thượng cổ, dính dáng tới linh hồn, được xưng chức nghiệp có tiền nhất. Dám bảo sư vừa so sánh với bọn họ cũng không lớn bằng. Nghĩa địa của người như thế, tất nhiên lưu lại vô cùng tài phú. Đúng vậy, thật sự có thể đi, lại đại biểu phát tài. Ban đầu, rất nhiều thế lực đầy ý kiến đối với lão già, hận không thể băm thây hắn, vừa nghe hắn nói như thế, tất cả đều kích động. Danh sư Đường, giáo dục thiên hạ, có dạy không phân loại. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không động thủ đối với những chức nghiệp khác. Khi sơ vu hồn sư làm được quá tuyệt tình, mới đưa đến kết quả kia. Hậu nhân nhận được bộ phận truyền thừa, chỉ cần không làm sằng làm bậy, chắc chắn sẽ không quản. Hơn nữa, có thể lợi dụng nó làm việc thiệp, không chừng còn nhận được bọn họ che chở và tán dương. Mặt khác, có thể đào ra vô hồn kim nhân hoàn chỉnh, nói rõ vu hồn sư đã chết này cực kỳ cường đại, thật sự tìm được loại mộ này. Cho dù không chiếm được truyền thừa, bảo vật lưu lại, khẳng định cũng không phải là số ít, đủ để khiến cho vô số người thoáng cái sôi trào và điên cuồng. Nhất định phải nhận được. Không sai, chỉ là, nhiều bảo bối như vậy đều báo lên, người ta một chút hứng thú cũng không có, cũng không thể đưa cả gia tộc cho hắn. Gia tộc, người ta cũng phải nguyện ý tiếp nhận mới được. Hưng phấn qua đi, tất cả mọi người xoa mi tâm. Người này cũng không nói mình cần gì, mọi người có thể lấy ra, cơ bản đều đã lấy. Chẳng lẽ, còn chưa đủ chân quý, không đạt được yêu cầu. Chỗ của ta có một gốc cây non thiên diệp thụ. Không biết người có hứng thú hay không? Thời điểm mọi người ở đây cũng không biết nên báo cái gì, một căn phòng nhỏ vang lên giọng nói khe khẽ. Thiên Diệp Thụ. Trong truyền thuyết loại linh thụ này có thể bảo vệ gia tộc, giúp người chiến đấu. Thiên Diệp Thụ, một thân nghìn nhánh, một nhánh nghìn lá. Sau khi hoàn toàn trưởng thành, sẽ giống như linh binh, tự động bảo vệ chủ. So với cường giả hóa phàm tứ trọng trọc thanh cảnh, cũng hoàn toàn không yếu hơn. Có thể có được một gốc cây giống, trồng ở gia tộc, sau trăm năm, tương đương với xuất hiện thêm một vị lão tổ hóa phàm tứ trọng, ngày đêm bảo vệ, tuyệt đối là bảo vật tuyệt thế khiến thế lực lớn tranh đoạt. So sánh với linh binh, đan dược, công pháp bí tịch gì đó, mạnh hơn nhiều lắm. Phòng này rốt cuộc là ai, đồ tốt như vậy cũng nỡ lấy ra. Tuổi thọ của con người có hạn, cho dù lợi hại hơn nữa, sớm hay muộn sẽ có một ngày ngã xuống. Một gia tộc, một thế lực. Không có khả năng nhận được bảo vệ lâu dài. Thiên Diệp Thụ lại khác, trông xuống, trăm năm sau thể hiện uy lực, có thể sống mấy nghìn năm, hoàn toàn có thể che chở cho một gia tộc, nghìn năm không đổ. Có thể nói, vật này tới tay nói, chẳng khác nào có thêm một vị lão tổ trấn thủ gia tộc. Làm sao không khiến cho người ta kích động? Sử dụng cái này để đổi một con vô hồn kim nhân. Có thể nói, tuyệt đối là thua thiệt lớn. Cái này... Hắn lại không có cách nào từ chối đi. Mọi người thấy qua, muốn biết lão già này rốt cuộc lựa chọn thế nào. Vô hồn kim nhân tuy rằng chân quý, nhưng so với thiên diệp thụ, kém hơn không chỉ một đoạn. Sử dụng vật chân quý đổi thứ rẻ tiền, có ngốc cũng biết lấy hay bỏ như thế nào. Thật ngại quá, ta đối với thiên diệp thụ không có bất kỳ hứng thú gì. Thời điểm mọi người ở đây cảm thấy khẳng định danh hoa có chủ, lão già lại lắc đầu. Không có hứng thú. Trực tiếp từ chối, cái này, nếu như là ta, khẳng định trực tiếp đổi. Phí của trời. Không nghĩ tới ngay cả thiên diệp thụ cũng không đánh động được đối phương, tất cả mọi người cảm thấy có chút điên rồi. Rốt cuộc muốn cái gì? Ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần các vị lấy ra thứ, ta
ta có hứng thú, tự nhiên sẽ đổi. Không phải càng quý trọng càng tốt. Lão già xua tay. Hứng thú. Lại nghe hắn nói như thế, tất cả mọi người trầm mặc, trong nháy mắt, lại không có người nào kêu giá. Ngươi nói ngươi có hứng thú, nhưng lại không nói cần gì, bảo chúng ta báo giá như thế, thời điểm nào có người như vậy. Buổi đấu giá làm thế nào lại có một quái thai như vậy tới. Lạc chấp sự, ta thấy người này, chính là tới quấy rối. Hơn nữa lấy vật đổi vật, các ngươi cũng lấy không được lợi ích. Phòng đấu giá vì sao phải thu? Phòng đấu giá chịu trách nhiệm các loại bảo vật đưa ra, thu hồi hậu trường. Nhìn Lạc Tần trong đài, Trần trưởng lão không nhịn được nói. Rõ ràng chính là tới quấy rối. Làm gì có chuyện qua bán đấu giá, không nói mình muốn cái gì. Hơn nữa, bình thường bán đấu giá đổi linh thạch, phòng đấu giá có thể lấy ra phần trăm. Lấy vật đổi vật, lấy thế nào? Hắn không phải quấy rối, hơn nữa đã trả tiền thù lao, đủ 5.000 linh thạch. Lạc Tần lắc đầu, nói. Còn không có bán đấu giá, lại trả tiền thù lao. 5.000. Trần trưởng lão sửng sốt. Nhiều linh thạch như vậy, hắn cũng một tay không lấy ra được. Đối phương không những lấy ra, còn sớm trả tiền. Hoàn toàn cũng không lo lắng vô hồn kim nhân có thể không bán ra. Đúng vậy, cho nên, không quan tâm bán đấu giá thế nào, sử dụng thủ đoạn gì, đối với phòng đấu giá mà nói, cũng không rẻ thiệt. Lạc Tần nói. Vậy, hắn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Chương 796, giúp ngươi lấy ra 2. Trần trưởng lão cũng kỳ quái. Có thể tiện tay lấy ra 5.000 linh thạch, nói rõ đối với tiền không thiếu. Vừa rồi nhiều bảo vật được gọi ra như vậy, gần như bao trùm các phương diện, hắn hoàn toàn không có chút động tâm. Thậm chí Thiên Diệp Thụ cũng không quan tâm, rốt cuộc hắn muốn cái gì. Ta cũng không biết, từ khi hắn đi tới, tổng cộng nói với ta không được 10 câu. Trong lòng nghĩ cái gì, ta làm sao biết được. Lạc Tần cũng cười khổ. Mặc dù là quản sự của buổi đấu giá, bán đấu giá vô hồn kim nhân là do hắn một tay an bài. Nhưng hắn cùng người này tiếp xúc ít đến thấy thương. Gần như không có giao lưu gì. Về phần hắn suy nghĩ gì, cần gì, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Diệp Thụ cũng không muốn, thú vị. Phòng số 23, người thanh niên khẽ cười. Thiên Diệp Thụ đúng là hắn gọi ra. Thứ này giá trị to lớn, ba con vô hồn kim nhân cũng rất khó so sánh được. Cũng chỉ có loại thiên tài từ tông môn tới này mới có khả năng dễ dàng lấy ra. Nhưng rất đáng tiếc, đối phương vẫn không có hứng thú. Thiếu gia. Xem ra hắn không phải muốn đầu cơ tích chữ, muốn bán đắt. Lão già hộ vệ nói. Trước đó thiếu gia nói, người này cố ý không nói ra mình muốn cái gì, là muốn chuẩn bị lấy giá đắt. Hiện tại xem ra, không phải như vậy. Muốn nói giá cao, thứ gì có thể so sánh được với Thiên Diệp Thụ. Ngay cả thứ này cũng không muốn, nói rõ mục đích thực sự của hắn, có khả năng thật sự là vì tìm được thứ cần thiết, mà không phải là giá càng cao càng tốt. Cần gì quan tâm hắn cần gì, hắn khẳng định không có cách nào từ chối thứ này. Cổ tay lật một cái, lòng bàn tay của người thanh niên xuất hiện thêm một ngọc bài. Nhìn thấy được thứ này, lão già chấn động, đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thiếu gia, thứ này vô cùng trân quý. Thiếu gia, nhất định phải sử dụng sao? Không sai. Ánh mắt lóe lên, người thanh niên mỉm cười. Ngay cả Thiên Diệp Thụ cũng không muốn, ta thật sự nghĩ không ra. Có thể có cái gì, có thể khiến cho hắn hứng thú. Nhưng, thiếu gia cũng cần sử dụng thứ này. Lão già do dự. Ta có khó khăn gì, có thể trực tiếp hỏi lão sư. Thứ này, có cũng được không có cũng được, không quan trọng. Người thanh niên xua tay. Kêu giá. Vâng. Thấy hắn kiên quyết, lão già không nói thêm gì nữa, gật đầu bước lên trước, đi tới cửa sổ trước mặt. Danh sư nửa bước ngũ tinh. Ngọc Phú chương trình học viễn trình một cái. Ban đầu, toàn bộ phòng đấu giá đều đang suy đoán người này muốn cái gì, nặng nề một hồi. Vừa nghe được âm thanh, mọi người thoáng sửng sốt một chút, sau đó lập tức nổ tung. Danh sư nửa bước ngũ tinh, có ý gì? Danh sư đạt được ngoài tứ tinh, muốn thăng cấp, độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Có rất nhiều người dừng lại ở tứ tinh đỉnh phong, trước sau không có cách nào đột phá. Dựa theo thời gian lâu dài, năng lực chỉ điểm vượt quá so với tứ tinh đỉnh phong bình thường, nhưng lại không đạt được ngũ tinh. Lại diễn sinh cấp bậc này. Nửa bước ngũ tinh, toàn bộ liên minh vạn quốc cũng không có một vị, loại Ngọc Phú chương trình học của danh sư cấp bậc như vậy, tuy rằng cùng là tứ tinh, so với tứ tinh bình thường giá trị cao hơn rất nhiều.
không nói gì khác, chỉ nói căn phòng nhỏ này vừa rồi báo ra 21 cái, sợ rằng cũng kém hơn so với một cái này. Danh sư nửa bước ngũ tinh, so với tứ tinh đỉnh phong bình thường cao minh hơn không ít. Từ cái này có thể đoán được, Ngọc Phú chương trình học viễn trình là cái gì? Ngọc Phú chương trình học bình thường, chỉ cần lấy được, có thể trực tiếp đi tìm vị danh sư này, yêu cầu một canh giờ một đấu một giảng bài. Nhưng, muốn tìm được vị danh sư này, chỉ sợ cũng phải tiêu tốn không ít thời gian. Ngọc Phú chương trình học viễn trình lại không cần, trong Ngọc Phú chứa một tia tàn hồn của danh sư, nhỏ máu tươi vào, có thể trực tiếp tiến vào lớp học giả thuyết, trực tiếp giải quyết vấn đề, tiến hành giảng bài. Nói cách khác, chỉ phải lấy được thứ này, chẳng khác nào ở bên cạnh bất cứ lúc nào cũng có một vị danh sư nửa bước ngũ tinh. Trong khi tu luyện có vấn đề gì, bất cứ lúc nào cũng có thể trưng cầu ý kiến. Mặc dù chỉ là một vật phẩm dùng một lần, nhưng giá trị to lớn, không thể đánh giá. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp nhận một danh sư nửa bước ngũ tinh chỉ điểm, cùng với cầm ngọc phù tìm lung tung khắp bầu trời, rõ ràng là hai khái niệm. Một miếng ngọc phù này, giá trị to lớn, vượt qua 21 cái trước đó kết hợp lại. Hiểu rõ những điều này, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía lão già trên đài, xem hắn rốt cuộc lựa chọn thế nào. Nếu như cự tuyệt thứ này nữa, những người khác thật sự cũng không biết nên cầm bảo vật gì. Cái này, lão già rõ ràng cũng không nghĩ tới người ở phòng này, có thể lấy ra vật phẩm quý trọng như vậy. Vẻ mặt hắn do dự, một lát sau cắn răng một cái. Được, ta đáp ứng trao đổi. Trao đổi. Ta cũng cảm thấy hắn khẳng định sẽ đồng ý. Thấy hắn đáp ứng, mọi người tuy rằng mất mát, nhưng cũng biết giá trị của miếng ngọc phù này rất cao, bất kỳ kẻ nào cũng không thể từ chối. Vậy còn tạm được. Người thanh niên phòng số 23 nghe hắn đồng ý, khẽ cười. Thứ này cũng lấy ra, không đáp ứng nữa, thật sự là gặp quỷ. Hắn đang định an bài lão già tiếp nhận vô hồn kim nhân, đột nhiên phương hướng phòng số 1, một giọng nói khe khẽ vang lên. Tạm thời đừng vội đáp ứng, ta còn chưa báo giá. Ngươi, giá của ngươi lẽ nào có thể cao hơn ngọc phù chương trình học của ta? Người thanh niên đứng dậy, vẻ mặt không vui. Giá có cao hay không ta không biết, bởi vì ta báo giá, chỉ có một câu nói. Giọng điệu thản nhiên. Ta có thể giúp ngươi, lấy ra. Ngươi nói cái gì? Lão già trong đài bán đấu giá đài, vốn có không thèm để ý chút nào, thần sắc đột nhiên cứng đờ, sắc mặt nhất thời trắng bệch, không ngừng run rẩy. Chương 797, Trương Huyền ra tay 1. Giúp ngươi lấy ra. Toàn bộ phòng đấu giá lặng ngắt như tờ. Những nhân vật lớn có mặt mũi ở Hồng Hải Thành, mỗi một người mắt lớn chừng mắt nhỏ, nghẹn tới sắp bùng nổ. Tình huống thế nào? Vị đại gia phòng số 1 này, là ai vậy? Giá này cũng nói ra miệng. Cũng quá bẩn. Quan trọng nhất chính là, lời nói bẩn như thế, nói ra ở trước mặt mọi người như vậy, hoàn toàn không có chút xấu hổ, trái lại lẽ thẳng khí hùng, khí thế tăng cao. Đại ca, người rốt cuộc lấy đâu ra tự tin như vậy, lại là từ đâu xuất hiện? Phụt! Thân thể người thanh niên phòng số 23 cũng thoáng lảo đảo một cái, vừa uống vào trong miệng nước trà, trực tiếp phun vào mặt lão già đối diện. Muội à, ta ra một miếng ngọc phù chương trình học viễn trình. Vô giá, cũng có thể mua được binh khí linh phẩm hậu kỳ. Nếu báo ra một cái giá bình thường, ta nhịn, mọi người cạnh tranh công bằng. Không ra giá nổi, tài lực không bằng người, vậy không có cách nào. Nhưng, giúp ngươi lấy ra cái quỷ gì vậy? Người bán vô hồn kim nhân, dạ yếu không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, người muốn giúp hắn, làm, lấy ra. Là ta nghĩ sai, hay khẩu vị của ngươi quả thật thưởng thức không nổi? Cái này, lão già hộ vệ, lau sạch nước trà trên mặt, cũng chấn động kinh ngạc một hồi, lúc này mới hỏa hoãn được. Thiếu gia, mạng người này không lâu vậy, cũng sẽ không thèm muốn vui thích trên thân thể. Hơn nữa cho dù thích, thanh lâu nhiều như vậy, cần gì tìm nam nhân. Khụ khụ, ho khan một tiếng, người thanh niên lúc này khí tức mới thông thoát, không có bị sặc chết. Ta biết những điều này, chẳng qua là cảm thấy... Người phòng số 1 này thật là một người kỳ diệu, lời như vậy cũng dám nói ra, ta thấy không chỉ là chúng ta, cho dù lão gì bán vô hồn kim nhân này, cũng sắp hôn mê. Đúng vậy, người tu luyện bình thường, làm sao có thể tiếp nhận yêu cầu thấp hèn như thế? Quả thực thái quá, quá không biết xấu hổ. Trong lòng lão già hộ vệ đang đầy căm phẫn, đại nghĩa dâng cao, tiến hành phê phán, lại cảm thấy âm thanh huyên náo phía dưới đột nhiên ngừng lại.
Ngay sau đó một giọng nói đầy kích động và hưng phấn vang lên. Vị tiên sinh này nói, là thật. Lão già đứng trên đài đấu giá kích động, toàn thân run rẩy, khuôn mặt đỏ ửng, hình như đầy vẻ không thể tin được. Là thật, ngươi chỉ cần đưa vô hồn kim nhân cho ta, ta sẽ dùng toàn lực, giúp ngươi lấy ra. Giọng nói khe khẽ ở phòng số 1 tiếp tục nói. Được, ta đáp ứng. Thấy hắn xác nhận, lão già lại không do dự nữa, gật đầu. Phụt, sớm biết như vậy, ta lại chuẩn bị thêm mấy mỹ nữ, hoặc là tìm mấy nam sủng miệng tốt. Nghe được lão già kích động đáp ứng, hoàn toàn không có chút không tình nguyện, tất cả mọi người nghẹn một ngụm máu tươi ở trong ngực, thiếu chút nữa ngất đi. Như vậy cũng được. Công pháp, binh khí, thiên diệp thụ, thậm chí Ngọc Phú chương trình học cấp bậc nửa bước ngũ tinh cũng không muốn, chỉ vì cái này. Khẩu vị của ngươi cũng quá đặc biệt. Nhất thời vui thích, cũng không cần nhiều chân quý bảo vật như vậy. Mấu chốt còn là nam nhân, thưởng thức này, thật đúng là khiến cho chúng ta được mở rộng tầm mắt. Càng trâu bò hơn chính là người của phòng số 1 này, lại còn nói quang minh chính đại, lẽ thẳng khí hùng như vậy. Mấu chốt nhất chính là, miệng tốt của người này, người thế nào nhìn ra được? Chẳng lẽ ngươi cũng? Tất cả mọi người ớn lạnh một hồi. Hắn đồng ý. Người thanh niên phòng số 23 thoáng lảo đảo một cái, cảm thấy thiên lôi đánh xuống từng trận. Hắn rốt cuộc là tham gia buổi đấu giá, hay tiến vào nơi có chút phong nguyệt. Mua đồ không cần chân quý hơn Ngọc Phú chương trình học, muốn linh thạch thì cũng thôi. Hiện tại, thiên diệp thụ, Ngọc Phú chương trình học của danh sư nửa bước ngũ tinh vô giá cũng không muốn, chỉ vì lấy ra. Cho dù tận mắt nhìn thấy, hai người cũng cảm thấy tam quan bị hủy hết. Là, đồng ý. Lão già hộ vệ run rẩy. Đáng giận, sớm biết rằng người này miệng tốt như vậy, cũng sẽ không cần tốn thời gian lớn như vậy. Phiền muộn qua đi, trên mặt người thanh niên lộ ra vẻ tàn nhẫn, quay đầu lại phân phó. Người cũng đi báo giá, lại nói chúng ta cũng có thể giúp hắn lấy ra. Hơn nữa hắn muốn làm sao cũng làm được, thỏa mãn tất cả điều kiện, tất cả tư thế. Thiếu gia, ngài. Thân thể lão già hộ vệ cứng đờ. Ngài như vậy có phải là hy sinh, quá lớn hay không? Vì một con vô hồn kim nhân tự nhiên làm như vậy. Thiếu gia cũng quá ngoan độc. Hy sinh, ta hy sinh cái giám a? Ngươi lẽ nào bảo ta lên, Tống Siêu ta đường đường là danh sư tứ tinh đi làm loại chuyện như vậy sao? Đùa gì thế, muốn lên cũng là ngươi lên. Chỉ cần hắn đáp ứng bán vô hồn kim nhân cho ta, vậy ngươi từ từ hầu hạ, ngàn vạn lần không thể chậm trễ. Người thanh niên Tống Siêu bực bội nói. Ta, đang cảm thấy thiếu gia vĩ đại, lại nghe hắn nói như thế, lão già hộ vệ run rẩy, thiếu chút nữa khóc. Có cần ác như vậy hay không? Ta lại nhìn ngươi từ nhỏ tới lớn, theo nhiều năm như vậy, lại bán đứng ta như vậy. Không tốt lắm đâu. Đây là trêu ai ghẹo ai. Lớn tuổi như vậy, còn phải hy sinh danh tiết và phẩm hạnh. Không lấy lòng mỹ nữ, lại lấy lòng một. Lão đầu. Nhanh lên một chút, một khi đối phương giao dịch xong, mở miệng nữa cũng sẽ muộn. Thấy vẻ mặt người này vặn vẹo, nãy giờ không nói gì, Tống Siêu không nhịn được quát lên. Vâng. Lão già hộ vệ khóc không ra nước mắt, tuy rằng cực kỳ không tình nguyện, vẫn bước lên trước, đi tới phía trước cửa sổ. Thiếu gia nhà chúng ta báo giá, hắn cũng nguyện ý giúp ngươi lấy ra. À, lại tới một người nữa. Ta ngật, còn có cần phẩm hạnh hay không? Đường đường là buổi đấu giá, bán thế nào không bán, biến thành thứ giao dịch gì vậy? Đây là đều điên rồi sao? Cả sảnh đường phát điên. Một người mở miệng ngược lại cũng thôi. Người thứ hai cũng vậy, mặt mũi đâu, phẩm hạnh đâu, vì vô hồn kim nhân các ngươi còn có thể cần chút tôn nghiêm nữa không? Dưới đài phát điên thì phát điên, Trương Huyền ở bên trong phòng số 1, đầu cũng đầy mơ hồ. Hắn không khỏi đứng dậy, nhìn về phía phòng vừa có âm thanh vang lên. Ngươi cũng có thể giúp hắn lấy ra, làm thế nào, có thể nói một chút, xem phương pháp của ai cao minh, khiến cho hắn cũng có lựa chọn tốt hơn hay không? Căn cứ vào tin tức hắn biết được. Vật kia rất khó khăn lấy ra. Mình có thiên đạo đồ thư quán, toàn trí toàn năng, cũng cảm thấy vướng tay vướng chân. Đối phương có thể có thủ đoạn gì? Phụt! Không nghe lời này còn tốt. Vừa nghe nói như thế, Tống Siêu cảm thấy có một con rắn ở ngực chạy loạn. Hắn vươn hai tay ra, không ngừng nắm tóc. Còn muốn mặt mũi nữa không? Nói ra xem phương pháp của ai cao minh. Loại chuyện như vậy cũng có thể nói ra miệng sao? Không chỉ có như vậy. Còn muốn thảo luận ở trước mặt mọi người. Em gái ngươi à,
có cần mạnh mẽ như vậy hay không? Hơn nữa, cho dù thảo luận ra, thứ này có gì để so sánh? Chỉ cần làm cho hắn hài lòng không phải tốt rồi sao? Lão già hộ vệ cũng co giật, nước mắt không ngừng được chảy xuôi. Kết thúc rồi, khí tiết tuổi già thật sự không bảo vệ nổi. Thế nào, nói không nên lời, nói không nên lời chính là không có phương pháp, ác ý đấu giá. Phòng số 1 thấy bên bọn họ không có động tĩnh, âm thanh tiếp tục vang lên. Ta còn có thể dùng phương pháp gì? Đương nhiên là cái kia, người người đều biết. Thấy lão già hộ vệ không mở miệng, Tống Siêu không thể tiếp tục kìm chế được, bực bội nói. Loại phương pháp này, nghe đối phương tức giận thở hổn hển nói, Trương Huyền càng mơ hồ khó hiểu. Rốt cuộc là phương pháp gì? Ngươi đến nói rõ ràng đi. Hắn bị ác linh phụ thể, chịu sự dày vò. Rốt cuộc là phương pháp gì, có thể lấy ra. Nếu như đi hữu hiệu, ta có thể cho ngươi thử trước một chút. Ác linh phụ thể, ép ác linh ra, cái này. Sắc mặt nhất thời trắng bệch, thân thể Tống Siêu thoáng lảo đảo một cái, cảm thấy trước mắt nếu có khe nứt, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp chui vào. Đây là cái gì và cái gì vậy? Có cần nói chuyện hãm hại nhau như vậy hay không? Lấy ra, ta vẫn cho là cái kia. Nói cũng nói, cũng chuẩn bị buông tha phẩm hạnh, kết quả lại tới ép ác linh ra. Người đây là muốn chơi chết ta sao? Hóa ra là muốn ép ác linh ra. Ác linh phụ thể, nguy hiểm vô cùng. Sinh mạng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đe dọa. Thảo nào người này bảo vật gì cũng không muốn. Người sắp chết, cần bảo vật có tác dụng gì? Hắn muốn chắc là phương pháp trị liệu ác linh. Chỉ là, vì sao không nói ra lời? Cái này cũng không biết. Ác linh phụ thể, ta chỉ là xem qua ở trong cổ tịch, vô cùng quỷ dị. Người này thế nào lại gặp được? Vu hồn sư am hiểu công kích linh hồn, nhất định là hắn đào phần mộ của đối phương, bị ác linh nuôi dưỡng trong đó trả thù. Nghe được người trong phòng số 1 nói, tất cả mọi người lúc này mới hiểu được. Mỗi một người xoa mồ hôi lạnh. Hóa ra là ép ác linh ra, mà không phải giống như bọn họ nghĩ. Xem ra người ta nói không có vấn đề, bẩn chính là mình. Là có chuyện như vậy. Tai các chủ cũng thở phào nhẹ nhõm, mặt già cũng đỏ lên. Vừa rồi vị trương sư này mở miệng, cũng thiếu chút nữa hù chết hắn. Hắn còn tưởng rằng miệng vị này thật tốt, lúc này nghe được mới tính là hiểu ra. Thật ra bản thân Trương Huyền cũng không nghĩ tới sẽ gây ra hiểu nhầm lớn như vậy. Bất kể kiếp trước, kiếp này, hắn đều là một sử nam, không trải qua chuyện nam nữ, tất nhiên cũng có chút ngây thơ không hiểu. Về phần lão già phòng đấu giá này, và những người khác, giống như suy đoán, thật sự gặp thủ đoạn trả thù của Vu Hồn Sư. Bởi vì có ác linh ở trên thân thể, không có cách nào loại bỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, lúc này mới không có hứng thú đối với bất kỳ bảo vật gì. Mới có thể vì áp chế ác linh vận dụng võ kỹ, do đó khiến cho thiên đạo đồ thư quán chấn động hình thành sách, bị Trương Huyền vừa nhìn liền hiểu rõ. Theo ta được biết, ác linh phụ thể, tập kích linh hồn, liên quan tới linh hồn. Ngươi nói, có thể loại bỏ, chẳng lẽ các hạ tinh thông một đạo linh hồn. Từ trong không khí ngột ngạt khôi phục lại, Tống Siêu mở miệng. Ác linh phụ thể là chuyện phương diện linh hồn, cho dù là danh sư cũng không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Nghe giọng nói của đối phương không lớn tuổi lắm, có thể có biện pháp nào? Mọi người đều đồng loạt nhìn qua, ngay cả lão già trên đài đấu giá vẻ mặt cũng khẩn trương, rất sợ người bên trong phòng chỉ là ăn nói lung tung, trên thực tế lại bất lực. Chương 798, Trương Huyền ra tay 2. Ác linh phụ thể giống như kịch độc quấn thân, cùng linh hồn dung hợp với nhau. Ta bất lực. Giọng nói trong phòng truyền đến. Bất lực, vậy. Tất cả mọi người hôn mê, mới vừa nói có đầu có mắt. Hiện tại lại nói cũng bất lực, biến hóa cũng quá nhanh đi. Vậy vì sao các hạ lại nói có thể giúp ta lấy ra? Lão già lại không có cách nào bình tĩnh nữa, vội vàng nhìn qua. Ta nếu có thể nhìn ra, lại có thể nói cặn kẽ như vậy, khẳng định có thể làm được. Trương Huyền hẽ cười, âm thanh lại vang lên. Vậy, đầu lão già đầy mê hoặc, nói ác linh phụ thể bất lực. Lại có thể giúp hắn lấy ra. Người này rốt cuộc là tự mình hồ đồ, hay mình nghe không hiểu. Đang nghi ngờ, âm thanh bên trong phòng tiếp tục vang lên. Được rồi, đưa vô hồn kim nhân cho ta, ta sẽ ra tay giúp ngươi giải quyết. Ở đây nhiều người như vậy, không có tiện nói tỉ mỉ. Được rồi. Có chút do dự, lão già gật đầu nhìn quanh một vòng. Cảm ơn các vị đã đấu giá vô hồn kim nhân. Thật sự ngại quá, tại hạ đã tìm được người mua. Quyết định bán cho vị tiên sinh này.
chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Nói xong, hắn đưa bàn tay về phía trước. Bù! Kim nhân nằm thẳng trong tầm mắt mọi người bị đưa vào trong nhẫn. Lão già cười khẽ, xoay người đi về phía dưới đài. Thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy đã xác định người mua, lão già hộ vệ phòng số 23 không nhịn được nhìn qua. Hăng hái bừng bừng chạy tới mua vật phẩm, mang theo rất nhiều tài chính. Kết quả, một xu tiền cũng chưa từng bỏ ra. Nếu là người khác nhiều tiền hơn so với hắn ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là, đối phương một xu tiền cũng không tốn, chỉ nói một câu nói, lại khiến người ta chắp tay đưa kim nhân qua. Thực sự càng nghĩ càng phiền muộn. Còn có thể làm sao? Ngươi lẽ nào có thể xua đuổi ác linh phụ thể? Sắc mặt Tống Siêu tái xanh. Ta, không thể. Lão già lắc đầu. Ác linh phụ thể, liên lụy đến phương diện linh hồn. Cho dù thực lực của hắn không kém, kiến thức rộng rãi, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tạm thời không quan tâm, đi hỏi thăm một chút, rốt cuộc người phòng số một là ai. Biết rõ mới quyết định. Tống Siêu phân phó. Vâng. Lão già gật đầu. Ngay cả đối phương là ai cũng không biết, đưa ra quyết định như thế nào. Nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Tiện tay vẽ ra tác phẩm thất cảnh, liếc mắt nhìn ra bị ác linh phụ thể, đối với Ngọc Phù chương trình học tứ tinh, hoàn toàn không có chút hứng thú. Người phòng số một này đủ thần bí, tất cả đều điều tra cho ta, điều tra thật kỹ. Không chỉ Tống Siêu muốn điều tra, những người phòng đấu giá khác cũng đều đầy hiếu kỳ, muốn biết rốt cuộc là thần thánh phương nào, mới có thể có bản lĩnh lớn như vậy, khiến cho tái các chủ cam tâm tình nguyện nhường phòng lại. Đây là vô hồn kim nhân. Một gian phòng rộng rãi trong giám bảo các, Trương Huyền nhìn khôi lỗi để dưới đất, đầy hiếu kỳ. Vô hồn kim nhân bán ra, đại biểu buổi đấu giá kết thúc. Vừa trở về không lâu, lão già bán đồ lại ở dưới sự hướng dẫn của Lạc Chấp Sự tìm tới nơi này, đưa kim nhân tới. Con kim nhân và người thật có kích thước không chênh lệch bao nhiêu, hình thể càng hùng tráng, toàn thân có sắc thái kim loại, giống như sắt thép đúc ra, khiến người ta không nhìn ra được diện mạo và da thịt thật sự. Hắn liếc mắt thoáng nhìn, biết lúc này không phải là thời điểm nghiên cứu thứ này. Bàn tay hắn chộp một cái, thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía lão già trước mặt. Vẫn mong tiên sinh ra tay, thay ta giải quyết tai họa ngầm. Lão già vội vàng ôm quyền. Vừa nhìn thấy người thanh niên này, hắn thật ra lại suy sụp. Vốn tưởng rằng người liếc mắt nhìn ra hắn bị ác linh phụ thể, nói như thế nào cũng phải là lão già qua tuổi hoa giáp. Nhưng, trẻ tuổi như vậy, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Nếu không đối phương mở miệng, nói chuẩn xác tình huống của hắn, không có sai lầm chút nào, hắn thật sự nghi ngờ có phải đối phương ăn nói lung tung, muốn lừa gạt vô hồn kim nhân hay không. Ừ, Trương Huyền lên tiếng, dạo qua một vòng dọc theo đối phương, không nói gì, mà mí mắt nâng lên. Tái các chủ, kim tiền bối, tại hạ có chút việc muốn làm phiền các ngươi một chút. Trương sư khách khí, chuyện gì cứ phân phó là được. Hai người đồng thời gật đầu. Tuy rằng tu vi của bọn họ cao hơn so với người thanh niên trước mắt này, nhưng bọn họ đã biết người này có quá nhiều thủ đoạn không tầm thường, cũng không dám xem hắn trở thành vãn bối. Rất đơn giản. Trương Huyền truyền âm qua. Điều này. Nghe được truyền âm, hai người liếc mắt nhìn nhau, mỗi người đều sửng sốt. Trương sư, cái này, không tốt lắm đâu. Có chút do dự, tái các chủ có chút xấu hổ. Nghe theo ta mà làm. Ta có chừng mực. Trương Huyền gật đầu. Được. Hai người cắn răng. Thấy bọn họ khó xử như vậy, tất cả mọi người đầy kỳ quái. Nhất là lão già bán đấu giá vô hồn kim nhân, càng không hiểu ra sao. Lẽ nào giúp ta trị liệu, còn cần hai người kia giúp đỡ. Đắc tội. Hắn đang nghi ngờ, liền nghe được tái các chủ, Kim Tòng Hải trước mắt, đồng thời hừ một tiếng, bàn tay vung lên. Hai lu ong chân khí đột nhiên tuôn ra. Giam cầm tất cả mọi thứ xung quanh. Các ngươi muốn làm gì? Gương mặt lão già trầm xuống. Chỗ hai người phong tỏa, đúng là chỗ hắn có thể chạy trốn. Nói cách khác, muốn động thủ với hắn. Các ngươi, lẽ nào muốn cứng rắn cướp vô hồn kim nhân? Nhớ tới cái gì, đồng tử hắn co lại. Vô hồn kim nhân vô cùng chân quý. Hắn từng nghĩ một khi tin tức phát ra, vô cùng có khả năng bị người đen ăn đen cướp đi. Dù sao hắn chỉ có hóa phàm nhị trọng đỉnh phong, so với cao thủ chân chính, còn kém hơn một mảng lớn. Bởi vậy, sau khi nhận được thứ này, lại di chuyển không ngừng nghỉ, đưa đến nơi đây, mong chờ vào uy tín của giám bảo các, không có khả năng làm ra chuyện giết người cướp của.
không nghĩ tới, đường đường là các chủ lại tự mình ra tay. Trương sư, Lạc Tần cũng không nghĩ tới, Trương Huyền căn dặn nửa ngày, lại là chuyện này. Sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch. Thật sự giống như đối phương nói, giết người cướp của, danh tiếng của phòng đấu giá lại sẽ thối. Sau này làm sao có thể lại thu hút khách hàng, thu bảo bối. Yên tâm đi, nếu như giết hắn, đã sớm đập chết, còn cần phong tỏa xung quanh nữa sao? Trương Huyền nhướng mắt. Không quan tâm nói thế nào, mình cũng là danh sư, mặt mũi hiền lành, thế nào đến trong mắt đối phương, lại giống như bại hoại tội ác tày trời. Giết người cướp của, mệt cho ngươi nghĩ ra được. Một con vô hồn kim nhân mà thôi, vẫn không đáng để hắn làm như vậy. Như vậy cũng tốt. Nghe được lời hứa hẹn, Lạc Tần thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy tái các chủ, kim tiền bối đồng thời ra tay. Lão già này không kiên trì được hai chiêu, đã bị hoàn toàn giam cầm, tu vi bị phong ấn, lại không có bất kỳ thực lực nào. Hai vị này đều là cao thủ nhất đẳng, đối phó với một hóa phàm nhị trọng đỉnh phong, dễ dàng như trở bàn tay. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thấy đối phương chỉ là phong ấn tu vi, vẫn chưa hạ sát thủ, lão già biết mình suy nghĩ nhiều, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vẫn không nhịn được nhìn qua. Ngươi không phải bảo ta giúp ngươi loại bỏ ác linh sao? Không áp chế ngươi, loại bỏ như thế nào? Trương Huyền mỉm cười. Thì ra là thế, vậy kính xin tiên sinh ra tay. Nghe được áp chế tu vi, chỉ là một bước loại bỏ ác linh, lão già thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi. Ừ, gật đầu, bước lên trước, khóe miệng Trương Huyền cong lên, bàn tay vung lên. Bốp, một cái tát đánh vào trên mặt đối phương. Ngươi, bị nhốt, đánh ngay tại chỗ, lão già giống như khúc gỗ, mắt trợn trừng. Tình huống thế nào? Bảo ngươi giúp ta loại bỏ ác linh, ngươi thì hay rồi, trước hết bảo người phong tỏa tu vi của ta, sau đó. Lại chạy tới tát tai ta, muốn làm gì? Hắn đang muốn hỏi rõ, lập tức nhìn thấy được một bàn chân bay tới. Làm cái gì vậy? Lời nói bị bàn chân làm cho nghẹn ở trong miệng, mắt tối sầm, hắn bay ra ngoài. Giấy rụa đứng lên, trước mắt lão già biến thành màu đen, cảm thấy lập tức muốn phát điên rồi. Đương nhiên, cảm thấy phát điên không chỉ có mình hắn. Tất cả mọi người ở tại chỗ đều giống như thấy quỷ. Nhất là Lạc Tần, nước mắt cũng sắp không ngừng được. Ngươi không phải nói, không phải giết người cướp của sao? Cho dù không giết, cứng rắn đánh, cứng rắn cướp như vậy. Cũng không được. Chương 799, ngươi dám. 1. Ầm 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 ầm. Tu vi của lão già bị phong tỏa, làm sao chống đỡ được Trương Huyền, liên tục bị đánh vài cái, giống như đầu heo. Ta muốn giết ngươi. Mang theo vô hồn kim nhân qua, là muốn trị liệu bệnh tật. Kết quả lại bị đánh thành như vậy. Lão già không thể tiếp tục kìm chế được nữa, hàm răng nghiến, ken két, vang dội, hai mắt đỏ ửng. Giết ta, ngươi không phải là muốn mượn tay của ta, giết chết hắn sao? Vì sao lại muốn giết ta? Trương Huyền mỉm cười. Thần sắc thản nhiên nhìn qua. Ngươi nói cái gì, ta không biết. Nghe nói như thế, lão già lộ ra một vẻ bối rối, lập tức che giấu xuống. Không biết, đã chạy tới đoạt xác thân thể người khác, còn muốn loại bỏ linh hồn người ta. Tự nhiên nói với ta không biết. Khóe miệng Trương Huyền cong lên. Đoạt xác. Đám người Kim Tòng Hải, tái các chủ đều sửng sốt. Bọn họ lại nhìn về phía lão già, đầy cảnh giác. Đoạt xác là một loại thủ đoạn đặc biệt của vu hồn sư, cũng gọi là mượn thể hoàn hồn. Tên cũng giống như ý nghĩa, vu hồn sư thọ nguyên tiêu hao hết, mạnh mẽ trấn áp hoặc giết chết linh hồn của người khác, mượn thân thể của đối phương, một lần nữa sống lại. Thần bí khó lường, vô cùng quỷ dị. Không cần lo lắng, hắn bây giờ còn chưa hoàn toàn thành công. Thấy bộ dạng của mọi người, Trương Huyền mỉm cười. Nếu quả thật thành công, đó chính là ác linh phụ thể. Ta thật sự lại không có cách nào giải quyết. Vừa rồi hắn nói qua, ác linh phụ thể hắn không có cách nào, khiến cho mọi người suy nghĩ không hiểu được. Hóa ra người này không phải là ác linh phụ thể, mà là bị đoạt xác. Ngươi, không nên nói bậy, ta chính là ta là bị ác linh phụ thể, không có cách nào giải quyết. Lão già cắn chặt hàm răng. Ngươi bị phụ thể. Trương Huyền lắc đầu, lại đi dọc theo lão già một vòng, chắp hai tay ở sau lưng. Ngươi sử dụng thủ đoạn gì, ngăn chặn linh hồn của đối phương, ta không rõ lắm. Chỉ có điều, tình huống cụ thể thế nào, vẫn có thể nhìn ra được. Đi tới phòng đấu giá, bán đấu giá vô hồn kim nhân,
cũng không nói mình muốn cái gì, để cho mọi người đoán. Nếu như không nhìn lầm, khi đó linh hồn của hắn vẫn là chủ đạo, không phải là không muốn nói, mà là ngươi áp chế đối với hắn, khiến cho hắn không có cách nào nói ra miệng. Đang lúc mọi người ép hỏi, tâm tình hắn kích động, ngươi lại nhân cơ hội, tiếp theo chiếm thân thể. Sau đó nói ai mua vô hồn kim nhân, lại dẫn người đó đi tìm mộ của vu hồn sư. Nếu như không đoán sai, ngươi là muốn thu hút người khác qua, bố trí cạm bẫy, hại chết thêm một ít cường giả. Trương Huyền Hừ nói, nếu không, tự mình đào vô hồn kim nhân cũng bị ác linh phụ thể, mạng không lâu dài, làm sao lại có thể còn muốn đi lần thứ hai? Lẽ nào bị ngược quen, còn muốn tự mình tìm chết? Cái này, Kim Tòng Hải, tái các chủ đồng thời chấn động. Vừa rồi, lão già ở đài bán đấu giá, bị mọi người ép hỏi quá mức, quả thật muốn nói gì đó. Đáng tiếc thân thể thoáng lảo đảo một cái, lại không mở miệng, ngay sau đó liền nói ra cái này. Hiện tại suy nghĩ một chút, xác thực có chút khác thường. Ở mộ vu hồn sư, tuy rằng nhận được vô hồn kim nhân, nhưng cũng bị linh hồn đoạt xác, sắp chết. Chỗ nguy hiểm như vậy, thế nào còn muốn lại đi nữa? Rất rõ ràng chính là một chỗ sơ hở cực lớn. Chỉ tiếc, bọn họ cũng bị truyền thừa và bảo vật của vu hồn sư trong đó mê hoặc, không nghĩ đến điểm này mà thôi. Ta chỉ là muốn nâng giá lên. Lão già nói. Nâng giá lên, tốt lắm. Trương Huyền khẽ cười. Kim tiền bối, tái các chủ, còn phải làm phiền các ngươi, giải phong ấn ở trên người hắn ra. Giải phong ấn. Hai người thoáng sửng sốt một chút. Vừa rồi đánh tuy rằng thật ngoan độc, trên thực tế lại chỉ là tổn thương da thịt, không tổn thương được căn bản. Phong ấn một khi giải ra, khôi phục thực lực đến hóa phàm nhị trọng đỉnh phong, bọn họ khẳng định không phải là đối thủ. Yên tâm đi. Biết sự lo lắng của bọn họ, Trương Huyền cho một ánh mắt an ủi. Được. Biết vị thanh niên này tuy rằng trẻ tuổi, lại không bao giờ làm chuyện gì không nắm chắc, hai người đồng thời giơ bàn tay chộp một cái. Vù. Áp chế lực lượng ở trên người lão giả biến mất, khí tức của hắn lại khôi phục. Hừ, ta thấy các ngươi cũng sẽ không loại bỏ ác linh, đã như vậy, từ biệt. Phong ấn được giải ra, lão giả thở phào nhẹ nhõm, xoay người tính rời khỏi đó. Còn đi chưa được hai bước, liền thấy người thanh niên ngăn cản trước mặt. Thế nào, chỉ dựa vào thực lực của ngươi, cũng muốn ngăn cản ta sao? Hắn cười lạnh một tiếng. Mặc dù không nhìn ra thực lực chính xác của người thanh niên, nhưng vừa rồi bảo những người khác ra tay, có thể đoán ra, thực lực khẳng định không bằng mình. Vậy ngươi lại thử xem. Cũng không nhiều nói, Trương Huyền giơ bàn chân lên, lại đạp tới. Hừ, sắc mặt lão già trầm xuống. Bàn tay chợt đưa về phía trước. Chỉ có điều, cái gì cũng chưa bắt được, ngược lại ngực tê dần. Hắn lại bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Ngươi, đồng tử của lão già co lại. Có phải rất bất ngờ hay không? Chương 800, ngươi dám. 2. Thân thể thoáng lắc một cái, Trương Huyền lại đi tới trước mặt hắn, bàn tay một lần đánh xuống. Vút, trên gương mặt đỏ. Lại xuất hiện thêm dấu 5 ngón tay, lão già ngã xuống đất. Này! Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Hóa phàm nhị trọng đỉnh phong, hoàn toàn không chống đỡ được nửa bước hóa phàm. Đây là, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không hiểu nổi. Lão nhân này rõ ràng là thực lực hóa phàm nhị trọng đỉnh phong, thời điểm vừa phong ấn, lực lượng cũng hung bạo mạnh mẽ vô cùng. Thế nào lần này đột nhiên biến thành tôm chân mềm, bị một nửa bước hóa phàm đánh hoàn toàn không năng lực phản kháng. Cho dù vị trương sư này có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng đối mặt với hóa phàm sơ kỳ, cũng rất khó khăn. Đánh hóa phàm nhị trọng đỉnh phong tơi bời, còn khiến cho hắn không có cách nào đánh trả, tuyệt đối là không có khả năng. Lẽ nào thực lực của lão sư lại tăng lên? Không chấn động kinh ngạc giống như bọn họ, vẻ mặt đám người Triệu Nhã hưng phấn. Lão sư đột phá giống như uống nước, sớm hình thành thói quen ở trong lòng bọn họ. Nhìn thấy được hóa phàm nhị trọng đỉnh phong bị đánh răng rơi đầy đất. Còn tưởng rằng Trương Huyền đã đột phá. Không phải, là, thực lực của lão già trở nên yếu đi. Hiện tại lực chiến đấu, tối đa là hóa phàm nhất trọng sơ kỳ. Triệu Phi Vũ nói. Nàng chịu hạn chế bởi thân thể, không mấy tu luyện, kiến thức rộng rãi, khả năng quan sát lại rất tốt. Ừ, công tử nói không sai. Thực lực của hắn bây giờ, tối đa hóa phàm nhất trọng sơ kỳ. Chỉ là, tu vi trên người, lại thật sự là hóa phàm nhị trọng đỉnh phong. Cụ thể, vì sao, ta cũng không hiểu nổi. Kim Tòng Hải nói.
tu vi hóa phàm nhị trọng đỉnh phong, cũng chỉ có thực lực nhất trọng sơ kỳ. Điều này, nghe bọn họ xác nhận, đám người Triệu Nhã cũng không thể hiểu nổi. Lạc Tần càng không hiểu ra sao. Nghe được không, không chỉ ta đã nhìn ra, những người khác cũng đã nhìn ra. Ngươi bây giờ còn có gì để nói nữa? Trương Huyền dừng công kích lại, cười khanh khách nhìn về phía lão già lại bị điên cuồng đánh một trận. Ta, bị thương, không có cách nào phát huy thực lực mà thôi. Lão già cắn răng. Cho dù bị thương, cũng không có khả năng khiến cho ngươi không phát huy ra thực lực gần hai cấp bạc lớn. Hình như sớm biết rằng hắn sẽ nói như vậy, Trương Huyền nói. Trương Sư, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thấy người này có chút nghèo từ, sơ hở càng lúc càng nhiều, tái các chủ không thể tiếp tục kìm chế được. Rất đơn giản, linh hồn đoạt xác, và người bị đoạt xác, thực lực không giống nhau. Nếu như ta không nhìn lầm, người bị đoạt xác là hóa phàm nhị trọng đỉnh phong, linh hồn đoạt xác, chỉ có nhất trọng sơ kỳ. Trương Huyền nói, tuy rằng chiếm thân thể, nhưng không có thích ứng, đặc biệt là vừa rồi ta bị ta đánh một trận, thân thể linh hồn khó có thể phù hợp. Cho dù có thể khống chế, giấu giếm sơ hở, nhưng không có cách nào điều động chân nguyên, lúc này mới có vẻ yếu. Vừa rồi, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy được lão già này ở đài bán đấu giá, mắt Minh Lý nhìn ra được không ít chỗ thiếu sót, khiến lòng hắn sinh nghi hoặc. Dựa theo tình huống bình thường, tu vi hắn bây giờ, tối đa chỉ có thể nhìn thấu được hóa phàm sơ kỳ. Nhưng, nhị trọng đỉnh phong có thể nhìn ra vấn đề, bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên nhân chính là bởi vì trong cơ thể dung hợp linh hồn hóa phàm sơ kỳ này. Đoạt xác, và tính dung hợp thân thể vốn cũng rất kém. Thân thể bị đánh, tất nhiên sẽ tự chủ lựa chọn tới linh hồn ban đầu đến gần, và linh hồn đoạt xác bất hòa. Cũng lại tạo thành, hắn rõ ràng có thực lực hóa phàm nhị trọng đỉnh phong, lại không có cách nào phát huy ra. Ngươi, ngươi! Sắc mặt lão già trở nên trắng bệch. Vừa rồi đều có thể giải thích, lần này đâm thẳng vào chỗ yếu hại, cho dù muốn giải thích, cũng giải thích không được. Dù sao, vừa rồi chỉ là tổn thương da thịt, mức độ này, đối với cường giả hóa phàm nhị trọng đỉnh phong mà nói, hoàn toàn có thể không đáng kể. Không cần ngươi à, ta vừa rồi không nói đoạt xác, cố ý nói là ác linh phụ thể, mục đích chính là loại trừ sự băn khoăn của ngươi. Ngươi cảm thấy vừa lúc thật sự là một cơ hội, muốn mượn tay của ta trợ giúp, loại bỏ linh hồn cùng ngươi cạnh tranh. Ta nói không sai chứ. Trương Huyền nói tiếp, đối phương tuy rằng đoạt xác thành công, nhưng vẫn chưa giết chết được linh hồn này, thậm chí linh hồn này còn muốn chiếm chủ đạo. Bằng không, cũng sẽ không có chạy đến nơi đây bán đấu giá vô hồn kim nhân, còn muốn đổi phương pháp trấn áp nó. Ý nghĩ tuy tốt, đổi lại thành những người khác, có khả năng thật sự sẽ trúng kế, giết chết linh hồn ban đầu, thành toàn đoạt xác này. Đáng tiếc, hắn gặp phải Trương Huyền. Dưới thiên đạo, không có chỗ nào che giấu. Đừng nói linh hồn, cho dù hóa thành một luồng khói, cũng khó trốn được pháp nhãn. Ngươi, nếu cũng bị ngươi nhìn ra, ta cũng không lại ngụy trang nữa. Không sai, là ta đoạt xác người này. Thấy không có cách nào che nấp, lão già đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, không phủ nhận. Quả nhiên là vậy. Linh hồn hóa phàm nhất trọng đoạt xác thân thể nhị trọng đỉnh phong. Nghe hắn thừa nhận, tất cả mọi người đều khiếp sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Hóa phàm nhất trọng sơ kỳ, và nhị trọng đỉnh phong, chênh lệch gần hai cấp lớn. Đổi thành lực chiến đấu. Có thể nói là khác nhau một trời một vực, không có khả năng vượt qua. Linh hồn này lại có thể thành công đoạt xác. Rốt cuộc làm sao làm được? Thật đáng sợ. Thừa nhận là tốt rồi. Những điều vừa rồi, thật ra, là ta đoán, nếu như ngươi không thừa nhận, ta cũng sẽ cảm thấy mình đoán sai. Trương Huyền nói. Hắn nói là lời nói thật. Thiên đạo đồ thư quán chỉ có thể nhìn ra chỗ thiếu sót. Tình huống cụ thể thế nào, không phân tích. Cũng sẽ không cho ra đáp án. Hắn cũng là thông qua rất nhiều sơ hở lệch lạc, kết hợp với tri thức trong đầu, kết hợp đưa ra giả thiết. Không nghĩ tới, tự nhiên đoán đúng. Ngươi, sắc mặt nhất thời đỏ lên, lão già thiếu chút nữa nôn ra máu. Sớm biết rằng hắn chỉ là đoán, đánh chết cũng không thừa nhận. Hiện tại thì hay rồi, sau khi thừa nhận, cho dù muốn bác bỏ, cũng không có biện pháp. Ngươi không cần đắc ý. Híp mắt lại. Vứt bỏ phiền muộn, lão già lạnh lùng cười. Linh hồn ta hiện tại chiếm chủ đạo, chính là chủ nhân thân thể. Cho dù ngươi biết ta là đoạt xác, thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn có thể giết chết ta? Ngươi dám không? Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết chương 800.